Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh chuyện. Thưa quý vị, có lẽ phản bội là một thứ cảm giác ngọt ngào mà không phải ai cũng biết. Khi đã có một mối quan hệ được đặt tên rõ ràng, thì bạn không có tư cách để dây dưa vào những mối quan hệ mập mờ không thể gọi tên. Cái kiểu không phải tình yêu mà nó lại xuất phát từ hai chiều, nồng nhiệt hơn bạn mà lại lạnh nhạt hơn người dưng. Cái thứ tình cảm ấy vốn dĩ không nên tồn tại. Vậy mà người ta cứ cố làm mọi chuyện phức tạp hơn khi tạo điều kiện cho người thứ ba xen vào. Vậy hệ lụy ấy từ đâu mà ra? Xin thưa, nó đến từ những người phản bội. Những người phản bội, tôi nói chung ở đây có cả đàn ông và đàn bà. Tôi không thiên vị ai cả, cũng không chỉ trích riêng ai, mà tôi chỉ thắc mắc, ai cho các bạn cái quyền làm tổn thương người khác nếu không thể cùng nhau sao không kết thúc để đến với người mới nếu như bạn thích? hoặc chưa thấy thỏa mãn thì có quyền phá bỏ xây lại từ đầu mà xã hội này không ai dám trách bạn mà tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người thần tượng bạn vì bạn có tất cả gia cảnh đàng hoàng công việc ổn định và một cuộc hôn nhân mà bao người mơ ước nhưng bạn vẫn muốn kiếm thêm vẫn muốn nếm thử mùi vị lén lút khi đến bên một người xa lạ chỉ vì một chút yếu lòng bạn đem tình cảm của người khác ra để làm phép thử xem họ có đủ khoan dung để tha thứ cho một người phản bội hay không xin thưa người phản bội sẽ không được tha thứ tôi nói vậy không có nghĩa người bị phản bội lúc nào cũng là người bị hại có đôi khi chính bản thân họ tự tạo cho người khác cái cớ để rời xa có câu khoảng cách giữa đôi bàn tay và khoảng trống để một bàn tay khác đan vào nhưng ở đời không có lửa thì sẽ không có khói ai cũng cần phải nhìn lại chính mình dù thế nào thì người phản bội vẫn là có lỗi vì giữa muôn ngàn lựa chọn bạn lại chọn con đường không thể quay đầu mà nếu có thể thì cũng là ngàn cân treo sợi tóc một giọt nước rơi vãi khó đong đầy một cốc nước đã vỡ con người một khi bên trong đã không có giá trị thì vẻ ngoài cũng chỉ là đồ bỏ đi thế nên con người ngày nay thiếu đi sự trung thủy, có thể một phần xã hội đã tạo cho họ quá nhiều cái cớ để ngoại tình và người quay lưng đi, họ sẽ không hối tiếc, chỉ buồn vì tình yêu đến không đúng lúc, đặt không đúng người. Này những người phản bội, tôi chúc các bạn luôn luôn có sức khỏe để dẻo dai hơn nữa trong những cuộc vui. Chúc bạn luôn cười để thấy rõ những mảnh đời đang phải khóc chúc bạn không bao giờ biến mất để bạn luôn nhớ rằng sự tồn tại của mình chính là bàn đạp để cho người bị phản bội có cơ hội đi tìm được hạnh phúc khác xứng đáng hơn có gì sai khi tôi nói bởi chính tôi là một người đã từng bị phản bội và bây giờ tôi đang hạnh phúc và đó cũng là những lời nhắn gửi của cô gái trong chuyện ngắn của chúng ta ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị khán thính giả trong bộ truyện tâm lý xã hội không còn trăng sáng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc, tôi đứng trước cửa sổ của khoa sản, nhìn trời đất trắng xóa. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, chỉ này ra một ý nghĩ, nếu tôi chết đi, tề cần niên phải làm sao đây? Vốn dĩ ngập tràn vui sướng đến đây khám thai, kết quả lại bị chuẩn đoán ung thư thận. Tôi cũng không biết nói với anh như thế nào mới làm anh không quá đau khổ. Cố nén nỗi chua xót, tôi định gọi điện thoại cho anh. Bất ngờ trong tầm mắt lại thấy bóng anh và mẹ chồng tôi. Họ đang đi bộ từ bãi đỗ xe đến tòa nhà khu khám bệnh. Mẹ chồng tôi đang thân mật khoác tay một phụ nữ trẻ. Tề cần niên cách họ một khoảng. Có lẽ do tuyết trơn, cô gái kia hơi loạn choạng. Mẹ chồng tôi lập tức quay sang gọi anh. Trong bầu trời đầy tuyết bay, Người đàn ông cao lớn, đẹp trai ngời ngời, che chở một cô gái đang nép vào người mình. Bức tranh tuyệt đẹp, đẹp đến trói mắt như thế. Tôi biết rất rõ cô gái kia là thư ký của anh, Lương Sảng. Tôi cũng không biết mối quan hệ của họ từ khi nào đã thân thiết như vậy. Tệ Cẩn Niên là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Từ năm tôi 15 tuổi, anh đã luôn che chở, cưng chiều tôi tôi luôn tin chắc rằng dù tất cả đàn ông trên đời này có phản bội thì anh ấy sẽ tuyệt đối không nhìn chầm chầm vào hình bóng anh và lương sàng nắm tay nhau mà đi tôi bấm điện thoại gọi cho anh nhưng anh không nghe máy rõ ràng anh đã lấy điện thoại ra nhìn màn hình rồi lại bỏ vào trong túi tôi nhìn anh đưa hai người vào sành khám bệnh sau đó một mình đi ra bãi đỗ xe điện thoại trên tay tôi lúc này cũng reo lên sao vậy nguyệt nguyệt bàn này có người đang báo cáo với anh, không kịp nghe điện thoại. Giọng nói của Tề Cẩn Niên vẫn thân mật dịu dàng như trước. Ngay cả nói dối cũng không thể làm cho người nghe thấy sơ hở. Điều đó làm tôi choáng váng. Anh đã nói với tôi bao nhiêu lời nói dối rồi. Khóe miệng tôi cứng đơ. Có việc muốn nói với anh. Lát nữa em đến công ty gặp anh. Anh khựng lại đứng yên một chỗ. Anh họp cả buổi sáng. Thật sự không có thời gian đâu hay là anh tranh thủ buổi trưa đi ăn cơm với em nhé gần đây anh luôn rất bận rộn đừng nói ăn cơm với tôi thường xuyên là khi tôi đã ngủ anh mới về nhà tôi còn thấy đau lòng vì anh giận anh đừng quá xem thường sức khỏe của mình nhưng hiện giờ rốt cuộc thì anh đang bận cái gì niềm tin một khi đã có vết nứt thì khe hở đó càng ngày càng lớn hơn tôi không nghĩ ra cuộc đời vốn đã rất ngắn yêu một người thật lòng thật dạ, không lừa dối, không tổn thương, không tốt sao? Tôi kìm lại những lời chất vấn, không vạch trần anh, tôi ghét cãi nhau qua điện thoại, tôi có thói quen, giáp mặt nói rõ ràng khi có việc. Thật ra sáng nay, khi nhìn thấy hai vạch trên khoe thử thai, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, vui mừng, muốn cùng anh đến bệnh viện. Nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của anh, tôi không muốn làm mất thời gian của anh. Đâu ngờ rằng anh vội vã rời khỏi nhà như thế, nhưng lại cũng đến bệnh viện cùng với người khác. Cúp điện thoại, dạ dày quặn lên, tôi bước nhanh về phía nhà vệ sinh, nôn khan một trận, không thể nôn ra được gì. Khi đứng lên, tôi nghe tiếng mẹ chồng từ hành lang vọng vào. Điều sáng, con đi chậm thôi, phải cẩn thận từng tí mới được. Mẹ yên tâm đi, cục cưng mới hơn 5 tuần, còn chưa có cảm giác gì đâu, không cần phải căng thẳng như vậy ạ. À. Cái con bé ngốc này! Càng là ba tháng đầu thì càng phải cẩn thận. Dạ, con nghe lời mẹ. Bảo đảm sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp trắng trèo, để mỗi ngày mỗi năm của mẹ đều vui. Ừ, tốt, tốt. Mẹ thích tính tình sợi lời của con. Cần niên không nói ra, nhưng thực ra nó cũng rất thích tính con. Tiểu sàng à, mẹ chỉ chờ ba người tuổi con thành người một nhà, là mẹ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp một thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi tựa như sấm sét nổ ra giữa ngày nắng đẹp xé toạc tôi từ đầu đến chân thật trùng hợp con tôi cũng là năm tuần một bên yêu tôi một bên để người khác mang thai đột nhiên cảm thấy thật tầm lợm vừa nãy không nôn được gì giờ lại nôn đến tối tăm trời đất bước ra khỏi sảnh khu khám bệnh bông tuyết rơi xuống mặt lạnh lẽo lạnh thấu tim Bãi đỗ xe không còn xe của Tề Cẩn Niên, nhưng tôi không thể đợi đến trưa để gặp anh. Tôi đến thẳng công ty anh. Nhân viên lễ tân cung kính đưa tôi vào văn phòng anh, nhưng anh vẫn chưa về. Tôi ngồi trước bàn làm việc của anh, nhìn những bức ảnh chúng tôi chụp chung, trung học, đại học, đám cưới, kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Mũi tôi cay cay. Trong ký ức, chàng trai luôn lạnh lùng, không bận tâm đến ai, chỉ dịu dàng với riêng mình tôi. Nguyệt Nguyệt đừng khóc, chú Lục không còn thì còn anh bảo vệ em. Anh vĩnh viễn không rời xa em. Lấy anh nhé, Nguyệt Nguyệt. Anh thề sẽ bảo vệ em cả đời, làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi, Tề Cẩn Niên, thề với trời đất, đời này chỉ yêu một mình Lục Hy Nguyệt. Nếu tôi phản bội cô ấy, tôi sẽ không được chết tử tế. Lời thề có lẽ là thứ không đáng giá nhất trên đời này. Chỉ là người nghe lại xem trọng nó, tưởng là thật, Thế nên, trong khoảnh khắc, tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Điều đau khổ nhất không phải là tôi sẽ chết, mà là sau khi tôi chết đi, anh ấy không thể rời bỏ tôi. Quãng đời còn lại, anh sẽ sống như thế nào? Biết đâu không có tôi, anh lại càng sống tốt hơn. Tôi mỉm cười tự diễu, mắt đỏ hoe. Nhưng làm sao bây giờ, tôi không cam lòng. Đúng lúc này tiếng cười yêu kiều cùng tiếng bước chân của lương sàng từ xa tiến đến gần cảm ơn tề tổng, bận rộn đến thế còn mời em ăn sáng, em sẽ nỗ lực gấp bội để báo đáp tề tổng. được rồi, em lắm chuyện quá. đưa bánh cho em đi, em thèm vị này lâu lắm rồi. mới ăn sáng xong không được ăn vặt đâu. một tiếng sau đến tìm anh lấy. Hm, quản lý nghiêm khắc quá, nhưng mà tuân lệnh ạ. cửa bị đẩy ra, ý cười trên mặt của tề cần niên khi nhìn thấy tôi cứng đơ lại. tôi nhìn bánh kem trong tay tề cần niên ra về bất ngờ. Thần giao cách cảm sao? Đúng lúc em muốn ăn bánh kem thì anh mua. Vẻ căng thẳng của tề cần niên giảm đi. Anh bước nhanh về phía tôi, đặt bánh kem trước mặt tôi. Anh mua cho em bánh mù si cam mà em thích nhất đây. Sắc mặt của lương sàng lập tức thay đổi, rồi lại lập tức gượng cười. À, chị Nguyệt, à, chị đến rồi sao? Lâu rồi không gặp. Chị vẫn tao nhã quyến rũ như thế này. Thảo nào tề tổng luôn nói em ấu trĩ ngây ngô. Dù sao thì khí chất phải được tích lũy theo thời gian. Ám chỉ tôi lớn tuổi, có thể đánh bại tôi sao? Cô ta nợ tôi quá nhiều, sớm muộn gì cũng phải trả. Tôi cười nhẹ, không để ý đến tề cẩn niên nhíu mày. Lương sảng, ra ngoài đi. Cô ta tự mãn như vậy, đại khái không ngờ cha của con mình chẳng những không dung túng cô ta chơi trò tiểu xảo với tôi, mà ngược lại còn nghiêm khắc trách móc cô ta cắn môi, yếu đuối đáng thương. Xin lỗi tề tổng, em không quấy giày anh với chị Nguyệt Nguyệt nữa. Đáng tiếc, để Cẩn Niên không thèm nhìn cô ta, cô ta hậm hực bỏ đi, ánh mắt anh khóa chặt lên người tôi, giọng rè rặt. Không phải nói sẽ gặp em ăn trưa sao? Em sao lại đến đây? Tôi nhìn anh, nước mắt kìm nén hồi lâu bắt đầu rơi xuống từng giọt. Anh lộ rõ vẻ bối rối, luống cuống tay chân, lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng ôm tôi. Nguyệt Nguyệt, sao vậy em? tôi làm sao tôi sắp chết chỉ đến trước khi chết mới phát hiện người tôi yêu người tôi quan tâm nhất thật ra đã phản bội tôi từ lâu mà người phản bội tấm chân tình sẽ phải trả giá phải không tôi ném bánh kem vào thùng rác nước mắt rơi càng nhiều nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh rõ ràng là bánh kem mua cho cô ta sao phải lừa em anh yêu cô gái trẻ chỉ cần nói với em thôi em có thể thành toàn cho hai người Cần Niên, lời thề trong quá khứ không cần phải lo, em chỉ hy vọng anh có thể ở bên người anh thích, sống vui vẻ mỗi ngày. Anh biến sắc, gương mặt trước nay luôn lãnh đạm, giờ đây đầy vẻ hoảng loạn. Nguyệt Nguyệt, trong lòng anh chỉ có em thôi, tuyệt đối không thích người khác, em đừng nghĩ lung tung. Vẻ nghiêm túc cùng biểu hiện nghiêm trọng của tề Cần Niên suýt chút nữa làm tôi tin là thật. Cần Niên, em chỉ hỏi một lần thôi, rốt cuộc quan hệ giữa anh và Lương Sàng là như thế nào? thấy anh há miệng, tôi lại nhẹ nhàng thêm một câu, đừng lừa em, nếu không chúng ta có chết cũng không gặp lại. Những lời này quả nhiên khiến anh im lặng, dần dần đuôi mắt anh đỏ hoe. "Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, anh sợ mất em cho nên mới luôn gạt em. Anh với lương giảng không có quan hệ gì cả, nhưng mà cô ấy đang mang thai con anh." Tay tôi run lên, toàn thân bắt đầu run rẩy. Đây hẳn là lời vô liêm sỉ nhất tôi từng nghe qua để cẩn nhiên ôm chặt lấy tôi giọng gấp gáp khàn khàn mấy năm nay mẹ vì chuyện con cái mà vẫn luôn thúc giục anh ly hôn với em sợ em khó chịu nên anh không để em biết bà thích lương sàng luôn muốn ghép đôi anh với cô ấy thấy anh kiên quyết không đồng ý thì bà lại dùng sự tự sát để ép anh anh không phản bội em đứa bé là thụ tinh nhân tạo mẹ hứa sau khi sinh thì bà chăm sóc sau này bà không ngăn cản quan hệ của chúng ta nữa vì vậy anh mới đồng ý xin lỗi nguyệt nguyệt nhưng anh thật sự không thể nào thờ ơ nhìn mẹ chết hóa ra là như thế này cực kỳ giống thời xưa người vợ chính thất không sinh được con thì lấy vợ lẽ để nối dõi tông đường điều khác biệt là anh cảm thấy không phát sinh quan hệ thì không tính là phản bội tôi tôi bật cười Sinh con là có thể cứu được mạng sống quý giá của mẹ anh, đúng thật đáng giá. Chỉ có điều chàng trai trong sáng từng yêu tôi như sinh mệnh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ quay về được. Tề Cẩn Niên mất cha từ khi còn bé, Dương Tú Hoa một mình nuôi dạy anh đến lớn, bà nuôi dạy Tề Cẩn Niên trở nên ưu tú, vẫn luôn hy vọng anh có thể cưới một cô gái có gia cảnh tốt, thế mà anh lại yêu cô gái mồ côi tôi đây còn là yêu khăng khăng một mực. Mà tôi sau hai lần giải thai thì nhiều năm sau đó vẫn chưa có thai trở lại được. Vì vậy, Dương Tú Hoa ngấm ngầm đối xử với tôi vô cùng cay nghiệt, thậm chí còn mắng tôi hại nhà họ tề không người nối dõi. Nguyền rùa tôi phải xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng trước mặt tề cẩn niên và người ngoài, bà lại thể hiện dáng vẻ săn sóc ân cần, tuyệt vời của một người mẹ nếu như tôi nói bà không tốt sẽ không một ai tin may mắn là Tề cẩn niên thực sự yêu tôi tôn trọng yêu cầu không sống chung với mẹ chồng của tôi hơn nữa tôi cố tình tránh gặp mặt riêng mình với dương tú hoa những năm qua trôi qua yên bình nhưng hóa ra sự bình yên này chỉ là tôi nghĩ vậy tôi cười nhưng giọng run run cẩn niên trước khi chúng ta kết hôn bà cũng từng tự sát ép anh chia tay với em anh quên rồi sao ánh mắt của tề cần niên khẽ thay đổi suy nghĩ bị kéo ngược về quá khứ từng chút một thật lâu sau tôi nghe tiếng anh mệt mỏi lẩm bẩm trước đây đã làm bà tổn thương một lần mà giờ bà lớn tuổi rồi sau một hồi thất thần tôi lại càng muốn cười to cùng một tiết mục tự sát anh đã có lựa chọn khác giống như nhiều năm qua tôi mới chính là kẻ cản trở hạnh phúc của gia đình họ cản trở mẹ hiền con hiếu của họ vì vậy họ đến ép tôi anh dựng tóc gáy vì tiếng cười của tôi ôm chặt tôi lần nữa nhìn tôi ra về cầu xin nguyệt nguyệt đừng vì chuyện này mà rời bỏ anh trừ chuyện đó thì em muốn anh làm gì cũng được sao mà gì cũng được chứ được tôi cười gật đầu em cũng mang thai nhà anh sẽ không lo chuyện không có người nối dõi để lương sảng phá thai đi em xem như không có chuyện gì xảy ra Tôi nhìn chăm chăm vào mắt của Tề Cần Niên. Tôi nghĩ chỉ cần anh gật đầu tôi sẽ liều mạng sinh con ra bình an để lại cho anh. Nhưng tôi thấy rõ ràng ánh mắt anh đầy vẻ khiếp sợ bàng hoàng. Chỉ là không có niềm vui. Nguyệt Nguyệt, em đừng giận anh được không? Ba anh mất sớm, đời này của mẹ không dễ dàng. Nếu em không thể sinh, anh đành phải chọn biện pháp thỏa hiệp. Em và mẹ là người thân yêu nhất đời anh. Em không thể hiểu những nỗi khổ tâm của anh sao? Tôi cố nén cơn đau trong lòng, gần từng chữ một chậm rãi, em thật sự mang thai, bắt buộc đưa giấy khám thai cho anh xem mới được sao. Tiếc là lúc tôi nôn đến tối tăm trời đất, khóc lóc xé nát nó, tệ cần niên xoa xoa chân mày hít sâu một hơi, mấy năm nay chạy tới chạy lui bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc nhưng vẫn không thể mang thai, anh thật sự không muốn nhìn em chịu khổ nên mới đồng ý với mẹ. Tôi không khỏi nhìn qua, ồ vậy nên anh muốn có con với lương sàng là vì muốn tốt cho tôi sao anh dừng một lúc cau mày đỡ vai tôi hơn nữa cho dù mang thai em uống thuốc nhiều như thế con sinh ra cũng không chắc khỏe mạnh đừng gây sự vô lý với anh được không anh bảo đảm lương sàng sinh con ra sẽ đưa mẹ chăm sóc anh tuyệt đối sẽ không gặp cô ấy như vậy còn chưa được sao em vẫn luôn hiểu chuyện mà nguyệt nguyệt sao giờ cứ nhất quyết phải khiến anh khó xử Mỗi lời anh nói, tim tôi lại lạnh thêm một ít. Chúng tôi nhìn nhau không khí ngưng động. Đúng lúc này, lương sàng gõ cửa nhắc anh đến giờ họp. Tôi cười, giữ đứa bé lại, xa thải cô ta thì được chứ. Thấy tôi cười, anh thở vào nhẹ nhõm ôm chặt lấy tôi. Được, anh đồng ý với em, chỉ cần em đừng giận anh. Ừ, um, không giận, vì không quan trọng. Sau khi rời khỏi công ty, tề cần niên, tôi đến thẳng bệnh viện. Thật ra bác sĩ khuyên tôi nên bỏ thai, nhanh chóng điều trị ung thư. Tôi tiếc nuối chia tay đứa bé, rất khó khăn mới có này. Tôi định dùng mạng sống của mình để đổi lấy bé con, để bé con thay tôi ở lại với cha nó. Tôi tin chắc ba bé con sẽ cho con tất cả tình yêu, biến con thành đứa trẻ hạnh phúc nhất đời này. Cho dù không có tôi bên cạnh cũng không sao. Nhưng đáng tiếc, bà con không yêu con như thế thậm chí còn mong chờ đứa con từ người khác tôi cần gì để con bắt đầu cuộc đời lận đận như vậy tôi không chọn phẫu thuật không đau tôi muốn nỗi đau thấu tim này nhắc nhở bản thân tôi không thể chỉ mình tôi đau khổ ca phẫu thuật rất nhanh chóng là một người có cuộc sống huy hoàng là điều khó khăn nhưng kết thúc một sinh mệnh lại đơn giản như thế Tôi chụp lại dáng vẻ xám xịt của mình, cả tờ giấy phẫu thuật phá thai đang lên vòng bạn bè chế độ chỉ mình tôi, không còn trăng sáng rực rỡ mỗi năm. Thực sự rất muốn biết sau này về Cần Niên nhìn thấy bức ảnh này, tâm trạng anh sẽ như thế nào, nhưng mà anh thế nào cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, trống rỗng thật lâu, khi cố gắng đứng dậy, lập tức cảm giác dòng máu bên dưới người tôi tuôn ra như suối. Tôi viện tường, dịch từng bước, giữa hai chân đau như dao cắt, bỗng nhiên nhớ đến chuyện cổ tích nàng tiên cá. Sau khi mất đi đuôi cá, mỗi bước đi đến gần hoàng tử là sự đau đớn không chịu nổi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không có được tình yêu và cuộc sống mà mình mong muốn. Cô đơn biến thành bọt biển. Nếu như hoàng tử biết sự thật, có thể sẽ nói không thể trách tôi tôi vô tội giống như cẩn niên của tôi anh ôm chặt tôi với khóe mắt đỏ ửng anh yêu em như vậy sao em muốn anh lâm vào tình thế khó xử rất buồn cười tuy nhiên tôi sẽ không giống như nàng tiên cá bé nhỏ ấy mất đi hoàng tử thì biến thành bọt biển tôi muốn trở nên có giá trị hơn khi đến bệnh viện ung thư toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh trần thành nhìn thấy tôi thì mắt hồng lên Chị đừng sợ, chúng ta làm kiểm tra toàn diện trước, nếu như tế bào ung thư không di căn thì chúng ta xem phương án cắt bỏ thận. Chỉ cần điều trị kịp thời thì tỷ lệ sống sót sau 10 năm của ung thư thận rất cao. Tôi và Trần Thành đều tốt nghiệp trường đại học Y Bắc Thành, cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, hiện là trụ cột của khoa ung bướu tiết niệu. Nhưng tôi vì một chấn thương cách đây 3 năm nên không thể cầm dao mổ được nữa, chia tay vĩnh viễn với nghề nghiệp mà tôi yêu quý tôi cười lắc đầu chị chỉ có một quả thận thôi quả thận kia cũng đã mất từ lần chấn thương đó vì vậy tôi biết tình hình không khả quan nhìn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thương xót của trần thành tôi xua xua tay đừng nhìn chị như vậy chị không muốn nhờ người quen chữa bệnh chính vì ánh mắt như thế này của mọi người thật ra chị tìm em chữa bệnh là chuyện phụ chủ yếu là muốn nhờ em một việc trần thành nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc nghiêm túc gật đầu chị cứ nói đi chị muốn hiến xác cho trường chúng ta làm nghiên cứu. Chiếc cốc Trần Thành đang cầm rót nước cho tôi rơi xuống đất. Chị... Cậu ấy nghẹn ngào, cuối cùng ngược lại là tôi an ủi cậu ấy cả buổi. Cuộc đời của tôi ngắn ngủi, cũng không sống ra dáng hình. Sau khi chết đi, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Hơn nữa, tôi cũng không muốn được lập mộ chôn Tề Cẩn Niên sẽ có nơi cúng bái tôi. Chỉ cần tôi nghĩ đến việc anh ta là cha của con lương sảng. Thậm chí sau khi tôi chết, họ sẽ sinh thêm nhiều đứa con. Tôi thấy bẩn thỉu Tôi đã chết, đừng đến làm tôi thấy kinh tởm hơn nữa. Khi tôi về đến nhà, trời đã tối, tôi cứ nghĩ mình sẽ lại đối mặt với ngôi nhà quạnh quẽ, trống trải thường lệ. Không ngờ người bận rộn tề cần niên lại đeo tạp dề, bận rộn trong bếp vì tôi. Gương mặt anh dịu dàng tươi cười khiến tôi nhớ lại thời gian trước kia của chúng tôi. Đáng tiếc, cuối cùng không thể quay về được. Khi ngủ, anh ôm tôi thật chặt. Anh xin nghỉ Tết một tuần. Trước tiên, sẽ dẫn em đi đến Universal Studio trong đêm giao thừa. Sau đó, chúng ta đi suối nước nóng nghỉ ngơi, được không? Tôi sừng sốt chớp mắt. Khi Universal Studio mới khai trương, tôi muốn anh dẫn tôi đi. Nhưng phải ba tháng anh mới nhớ tới. Mà ba tháng này tôi vẫn yêu anh như lúc ban đầu, còn anh thì lại bận rộn tạo người cùng với lương giảng, nếu như không phải sau khi tôi nói toạc ra mọi chuyện, chọc vào lòng áy náy của anh thì chỉ sợ đến chết, tôi cũng không đợi được ngày này. Tôi cười, "Được." Thấy tôi đồng ý, anh thở ra nhẹ nhõm, mười ngón tay đan xen với tay tôi, giọng nhẹ nhàng đến khó tin, "Nguyệt Nguyệt, thật ra mấy tháng nay anh không dám đối mặt với em nên mới né tránh không về nhà sau này sẽ không như thế nữa được không được chúng ta vẫn như trước không có gì ngăn cách thân mật khăng khít được không được thấy tôi cứ cười đồng ý tất cả anh lại hốt hoảng nguyệt nguyệt em em thật sự hiểu anh không trách anh có đúng không đúng vậy tôi rút tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đôi hàng lông mày hơi cau lại của anh Tôi không muốn để lại những kỷ niệm vụn vỡ ồn ào cho nhau, huống chi hiện tại tôi dịu dàng bao nhiêu, sau này chỉ sợ anh càng đau, tình yêu sâu sắc, đây là sự trừng phạt cuối cùng tôi để lại cho anh. Tựa người vào vòng tay ấm áp của Tề Cẩn Niên, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, tôi dần dần buồn ngủ. Đột nhiên có tiếng tít tít từ điện thoại, là Lương Sảng, tôi cong cong khóe môi, không có gì ngạc nhiên, người mất kiên nhẫn đầu tiên chắc chắn phải là cô ta. Gia đình Lương Sàng và gia đình tôi là hàng xóm của nhau. Và một đêm năm tôi 15 tuổi, nhà cô ta bất ngờ bốc cháy. Bà tôi là người đầu tiên nghe tiếng kêu cứu. Ông bất chấp tất cả lao vào đám cháy, cứu một nhà ba người của họ ra ngoài. Mà hai ngày sau, bà tôi vì bỏng quá nặng mà vĩnh viễn bỏ lại tôi. Mẹ tôi mất sớm vì sinh khó. Tôi và ba nương tựa lẫn nhau đã 15 năm. Sau đó vì một trận hỏa hoạn, nhà của Lương Sàng tôi hoàn toàn thành trẻ mồ côi. Cha mẹ Lương Sàng từng thể tốt sẽ thay ba chăm sóc tôi thật tốt, báo đáp ơn cứu mạng. Lương Sàng còn khóc lóc nói từ nay về sau tôi là chị ruột của cô ta. Nhưng sau đó thì sao chứ? Sau đó cô ta dưới danh nghĩa em gái ruột của tôi chạy tới lôi kéo làm thân với mẹ của Tề Cẩn Niên với lý do đẹp đẽ rằng là làm dịu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi. Sau đó không chỉ có việc mẹ Tề Cẩn Niên đưa cô ta vào công ty làm thư ký cho anh còn sắp xếp cho cô ta thành mẹ của con anh. Lương sàng nhỏ hơn tôi 8 tuổi, không đẹp bằng tôi, tính tình ồn ào, làm việc lộn xộn, Chắc chắn không phải là mẫu người mà tề cẩn niên thích, vì vậy chưa bao giờ tôi bận tâm việc lương sàng ở cạnh tề cẩn niên. Nhưng nhìn dưới góc độ khác thì cho dù không phải lương sàng cũng sẽ là một người phụ nữ khác. Tình yêu thay đổi, nguyên nhân sâu xa chưa bao giờ là ở người thứ ba. Tôi liếc nhìn tề cẩn niên đang ngủ ngon lành bên cạnh, lặng lẽ xuống giường. Trong nhà vệ sinh, tôi bờ từng tin nhắn thoại, lương sàng gửi đến đúng ra là một đoạn tin nhắn thoại giữa tề cần niên và cô ta tiểu sảng em biết không mỗi ngày nghĩ đến việc về nhà anh thấy rất mệt mỏi anh không hiểu sao mẹ ở cùng em tốt như thế còn nguyệt nguyệt lại không thể ở chung mẹ anh yên ổn chỉ vì lúc trước mẹ không đồng ý tụi anh kết hôn cô ấy vẫn ghi hận nhiều năm như thế cho dù sau khi kết hôn mẹ anh vẫn thương cô ấy như con gái ruột cô ấy vẫn lạnh nhạt với mẹ cô ấy ỉ lại việc anh yêu cô ấy cứ thế ép anh để anh đứng giữa khó xử anh niên anh say rồi chị nguyệt nguyệt không phải là người như vậy cô ấy rất tốt nhưng chỉ riêng chuyện mẹ anh trước giờ cô ấy không chịu đứng ở lập trường của anh suy nghĩ mẹ anh càng ngày càng lớn tuổi cô ấy biết rõ anh không thể bỏ mẹ được nhưng lại không chịu để mẹ truyền đến ở cùng mẹ cứ an ủi anh là không sao chỉ cần tình cảm vợ chồng anh tốt là bà đã vui rồi nhưng anh bắt gặp bà khóc thầm, anh cảm thấy mình đúng là đứa bất hiếu, không thể thuyết phục được vợ mình, cứ để mẹ chịu tùy thân như vậy. Anh điên, em nấu canh giải rượu, anh uống một ít nhé, nếu không lát lại đau đầu. Cảm ơn em, tiểu sàng, mỗi lần anh nhìn thấy em trêu chọc mẹ vui đến vậy, anh vô cùng cảm kích em. Ở bên cạnh em, tâm trạng anh luôn nhẹ nhàng, nếu như Nguyệt Nguyệt có thể giống em thì tốt quá. Tiểu sàng, anh sẽ không để em thiệt thòi. Nghe xong cuộc trò chuyện của họ, tay chân tôi lạnh toát. Hóa ra bao nhiêu năm qua, tôi luôn cảm động với sự che chở của anh trước mẹ. Nhưng với anh mà nói, tôi lại là người vợ độc ác, gây khó dễ cho mẹ chồng. Anh đồng ý cho lương sàng sinh con cho mình, cũng không phải vì áp lực mẹ anh sẽ tự sát. Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, con cháu đầy đàn. Chỉ sợ đó mới chính là điều anh thực sự mong muốn Tôi nhắm mắt lại, nỗi đau đớn tột cùng khi bị lừa dối, bị phản bội, như con quỷ khát máu điên cuồng cắn xé khắp người tôi. Tôi cắn chặt môi, ý nghĩ trả thù run rẩy kiên định. Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho anh như bình thường. Trước khi ra cửa, anh hôn tôi thật lâu, lưu luyến không rời. Anh đi rồi tôi lau môi, buồn nôn. Buổi chiều tôi đi siêu thị mua ít quần áo trẻ con và đồ chơi đến nhà mẹ chồng. Nhà bà cách nhà tôi chỉ mấy trăm mét, cùng một khu, chỉ khác biệt thự thôi. Thế có thực sự đáng để tề cẩn niên uống rượu dài sầu, đáng để bà khóc lóc ấm ức tủi thân. Vào cửa, đúng như tôi dự đoán, lương sàng đang ở đây. Về mặt tươi cười rạng rỡ của hai người biến mất khi nhìn thấy tôi. Dương Tú Hoa mặt đầy khét bỏ, lương sàng ôm cánh tay của Dương Tú Hoa, vẻ yếu ớt nhu nhược, run lẩy bẩy. Chị Nguyệt Nguyệt, Chị bảo Tề Tổng sát thải em, dì Dương mới đưa em tới đây. Đúng lúc dì Dương ở một mình rất cô đơn, em ở cùng dì mấy ngày rồi sẽ đi, chị đừng giận. Tôi mỉm cười, ngồi xuống đối diện họ. Cô vất vả mang thai, sinh con cho cần niên. Tôi cảm ơn còn không hết. Sao mà giận được chứ? Xa thải cô, chỉ là làm ra vẻ thế thôi. Dù sao cô mang thai lớn rồi, thì tin đồn nhảm truyền ra sẽ không tốt cho người chưa lập gia đình như cô. Đêm qua tôi nghe tin nhắn cô gửi, tự trách mình cả đêm. Cô yên tâm dưỡng thai, tôi sẽ bảo cần niên thường xuyên đến ở cùng cô. Đợi đến khi sinh con ra, cả gia đình chúng ta ở cùng nhau, hòa thuận vui vẻ mới tốt. Lương sảng sững sờ, mục đích cô ta gửi tin nhắn cho tôi tuyệt đối không phải để tôi rộng lượng như vậy. Dương Tú Hoa nhìn tôi một lúc, sau đó thì gọi tôi vào phòng của bà ta. Lục Hy Nguyệt, đừng vào việc trước mặt tao, tao không muốn ở chung với mày, Tiểu Sàng đã mang thai cháu nội cho tao. Rốt cuộc thì khi nào mày mới ly hôn với Cẩn Niên đây? Khi một mình đối mặt với tôi, trước giờ bà ta luôn khinh thường việc giả vờ. Tôi im lặng, siết chặt bút ghi âm trong túi. Mẹ, con kết hôn với Cẩn Niên nhiều năm như vậy rồi. Trước mặt Cẩn Niên, mẹ giả vờ nói xem con như con gái ruột. Nhưng sau lưng lại mắng con đủ lời lẽ khó nghe. Hoặc là ép buộc con rời xa anh ấy. Con chưa bao giờ nói với Cẩn Niên. Không muốn để anh ấy thấy khó chịu, nhưng cho dù con nhẫn nhịn như thế nào thì cũng không thể đổi được một phần vẻ ôn hòa của mẹ sau. Đừng nói nhảm nhí nữa, mau ly hôn với con trai tao, rồi dĩ nhiên tao không làm khó dễ mày nữa. Nhưng cẩn niên không muốn rời xa con, cho dù lương sàng mang thai, anh cũng không muốn ly hôn với con. Anh ấy nói cả đời chỉ yêu mình con thôi, mẹ thật sự nhẫn tâm để cẩn niên cưới một người mà anh ấy không yêu sao? Tôi đã nhận ra từ lâu, Dương Tú Hoa không phải ghét tôi, bà chỉ ghét người tề cẩn niên yêu bà thích lương giảng cũng chỉ vì bà biết tề cần niên không yêu cô ta quả nhiên dương tú hoa nghe xong thì ngực phập phồng mắng to rốt cuộc là mày cho cần niên uống bùa mê thuốc lú gì đứa con trai một tay tao nuôi lớn lại bị mày cướp đi lục hy nguyệt mày dây dưa không chịu ly hôn với cần niên nhà tao mày còn biết xấu hổ không tôi nghẹn ngào đổ dầu vào lửa mẹ mẹ bớt giận con biết mẹ không chịu dọn đến ở cùng chúng con là vì không muốn thấy Cẩn niên đối xử tốt với con còn để Cẩn niên dọn qua bên này với mẹ với lương sàng và em bé bốn người ở cùng nhau được chưa ạ chỉ cần thỉnh thoảng anh ấy về thăm con là được rồi chỉ cần anh ấy không đề cập đến việc ly hôn thì con sẽ không bao giờ nói đến con với Cẩn niên yêu nhau nhiều năm như thế thật sự không thể rời xa nhau mong mẹ hiểu thông cảm cho chúng con dương tú hoa như thùng thuốc súng lập tức bùng nổ đủ thứ từ ngữ xấu xa đồm đốp đồm đốp ra về phía tôi cái người ôn hòa hiểu lý lẽ như một giáo viên về khu trước kia vừa lúc này hoàn toàn khác nhau tôi cúi đầu không nói một lời giả vờ buồn bã đáy lòng lại cười lạnh người mẹ nhân từ nhẫn nhịn trong lòng tề cần niên kia với người đàn bà đanh đá này sẽ khiến anh kinh ngạc đến thế nào đây Mãi đến khi bà trời mắng đến mệt mỏi, thờ hồn hền thì tôi mới khản giọng lên tiếng. Xin lỗi mẹ, lại làm mẹ nổi giận. Hôm nay vì muốn tặng quà cho đứa bé, chứ không còn cũng không dám đến để làm mẹ khó chịu. Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, con về trước ạ. Bỏ những lời mắng mò của bà ta sau cánh cửa, tôi cau mày bước nhanh ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách, tôi lạnh lùng nhìn về phía lương sảng. Cô còn nhớ mạng mình là ai cho không? Nửa đêm không gặp ác mộng sau, lương sàng ngây người, sau đó nhìn món quà tôi mang đến để trên bàn. Có lẽ cảm thấy tôi đã hoàn toàn bại trận nên không thèm giả vờ nhu nhược. Đến gần tôi nói nhỏ: mày không sinh con được thì ghen tị ta mang thai con của anh niên nên chạy tới dùng đạo đức để trói buộc tao, thú vị nhỉ? Lúc trước bà mày cứu nhà tao là tự nguyện, chúng tao không cầu xin ông ta. Cùng là tìm đường sống trong chỗ chết. Chúng ta có thể sống sót mà ông ta không sống được. Thì đó là do số mạng của ông ta không tốt. Không thể trách chúng ta đúng không nào. Hơn nữa, một nhà ba người chúng tao ngày lễ, ngày Tết đều đốt vàng mã cho ông ta. Chưa bỏ qua năm nào, cũng xem như đủ tình đủ nghĩa rồi. Mày bớt... Uhm... Tôi vùng một cái tát mạnh vào mặt cô ta, cắt ngang lời cô ta nói. Cô ta ôm mặt, vẫn nộ chừng tôi. Lục hy nguyệt, mày dám đánh tao. Tôi lại tát thêm một cái lương sảng, cô chờ gánh hậu quả đi. Tôi mặc kệ những tiếng khóc lóc trời mắng, bỏ đi không ngoảnh lại. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cùng loại, táng tận lương tâm như lương sàng ràng buộc hết quãng đời còn lại. Đó mới là sự trả thù và trừng phạt lớn nhất đối với Tề Cẩn Niên. Cơm tối tôi chỉ nấu một phần cho mình. Khi Tề Cẩn Niên ra ngoài đã nói chắc như đinh đóng cột là sẽ về nhà sớm ở cùng với tôi. Nhưng tôi đoán anh ấy không thể. Tôi dựa vào sofa đợi anh, Web drama nam chính theo đuổi vợ sắp mặt vừa buồn cười vừa nhảm chán. Tuy nhiên, những cơn đau lưng và đau bụng càng ngày càng dữ dội, khiến tôi nằm ngồi gì thì cũng đều đau đớn khó tả. Thực ra, những cơn đau này đã kéo dài hơn một năm. Không phải không có dấu hiệu gì, chẳng qua do tôi đã cắt bỏ mất một quả thận. Ba năm qua, vẫn luôn có những cơn đau âm ỉ khác nhau. Người học y tự cho là kẻ hiểu nên không xem là quan trọng. Chưa kể, tôi rất muốn sinh con cho cần niên nên uống rất nhiều thuốc bồi dưỡng thân thể, tăng thêm gánh nặng cho thận. Trung quy là bất cần. Tôi nhìn email Trần Thành gửi chuẩn đoán và phương án điều trị chi tiết, cẩn thận đến mức xúc động. Bạn bè còn trân trọng mạng sống của tôi như vậy. Không có lý do gì tôi tự từ bỏ chính mình. Tôi lên tinh thần, lần đầu tiên nghiêm túc ra quyết định. Tôi muốn nỗ lực sống. Khi tệ cần niên bước vào cửa đã là gần nửa đêm, anh nhìn tôi ngập ngừng không nói nên lời. Tôi vờ như không thấy chu đáo đi làm bữa ăn khuya cho anh. Anh giữ tôi lại, giọng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Sao em lại đánh lương giảng? Có thể đừng giận cá chém thớt với cô ấy không? Thật ra cô ấy rất vô tội. Còn trẻ đã sinh con. Tương lai sau này... Anh thở dài, không nói tiếp. À, nhìn đi. Ngoài miệng nói sinh con xong sẽ không gặp cô ta nữa. Bây giờ đã cảm thấy thương hương tiếc ngọc thấy tôi cụp mắt không nói gì anh lại ôm lấy tôi cảm xúc mất kiên nhẫn đã không che giấu được nguyệt nguyệt anh chỉ yêu mình em anh tuyệt đối không vì con cái mà ly hôn với em em rộng lượng bỏ qua em có thể đừng đi chọc tức mẹ anh với lương sàng nữa được không chiều nay em đi tìm họ cãi nhau một người đau bụng một người đau tim anh thật sự quá mệt mỏi nguyệt nguyệt họ nói cái gì anh tin cái nấy tình yêu anh dành cho tôi càng ngày càng rẻ mạt tôi thật sự rất muốn biết sau này khi anh biết được tình huống thực sự trong buổi chiều nay thì tim có đau không tôi cũng không trả lời anh mà cười cay đắng cần niên anh còn nhớ hai đứa con chúng ta đã mất không khi mới kết hôn thời điểm anh bắt đầu gây dựng sự dự nghiệp vô cùng khó khăn ban ngày tôi bận rộn ở bệnh viện buổi tối giúp anh sắp xếp tài liệu một ngày ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ, được xem là xa xỉ. Đứa bé đầu tiên của chúng tôi đã rời bỏ tôi chính là khi đó. Còn đứa thứ hai là vào ba năm trước, tôi cùng anh ra ngoài ăn tối, đứng bên đường chờ tài xế đến đón. Một chiếc xe đạp điện vì tránh ô tô nên bị mất lái đâm thẳng về phía tề cẩn niên. Lúc đó anh đưa lưng về phía đường gọi điện thoại. Tôi không chút do sự đẩy anh ra, tôi bị chiếc xe đạp điện cán qua người bánh xe còn nghiến nát cổ tay phải tôi không chỉ đứt gân tay phải gãy xương mất đi một quả thận mà còn mất con tình yêu sâu sắc thời quá khứ không hối không tiếc giờ nghĩ lại thực đau thấu tim tôi cười trong làn nước mắt chỉ là em nhớ hai đứa con chúng ta nên mới mua ít đồ cho trẻ con mang qua tặng em không nghĩ sẽ xung đột nhưng sau này sẽ không vậy nữa tề cần niên trầm lặng hồi lâu cuối cùng lộ vẻ xấu hổ anh vùi đầu vào vai tôi, giọng khàn khàn. Nguyệt Nguyệt, anh sẽ bù đắp cho em. Đáng tiếc, Lục Hy Nguyệt tôi yêu được bỏ được, nhưng anh không hiểu. Ngày hôm sau là Giáng sinh, Tề Cần Niên tặng tôi một sợi dây chuyền, chuỗi ngọc trai tự nhiên đổi màu Cartier, giá trị hơn một triệu nhân dân tệ. Anh tự tay đeo cho tôi, nói ngọc trai xứng với phong thái của tôi nhất, sáng như trăng. Tôi cũng rất thích, nếu như không nhìn thấy vòng bạn bè của Lương Sàng, điều hạnh phúc nhất không có gì hơn người mình thích cũng đúng lúc thích mình. Trên ảnh chụp là một vòng tay Chu Đại Phúc trị giá mười mấy vạn. Quy măng xét của Tề Cần Niên lộ ra ở góc ảnh. Chu Đại Phúc là nhãn hiệu trang sức nổi tiếng. Tôi đoán cô ta cố tình để một mình tôi xem, nhưng vẫn không nhịn được like một cái sau đó chụp hình gửi cả vòng ngọc trai của tôi đăng lên vòng bạn bè của mình vẫn ở chế độ một mình tôi xem tề nhân chi phúc sự khác biệt giữa vợ với vợ lẽ đắt rẻ sang hèn khác nhau tôi hẳn là nên vui vẻ phúc của người nước tề vợ cả thiếp thất hòa thuận với nhau là phúc của người đàn ông nước tề tôi tưởng tượng sau khi tề cần niên nhìn thấy không kìm được mà cười ra nước mắt Mấy ngày sau, tôi và Trần Thành quyết định kế hoạch điều trị và thời gian nằm viện. Tôi nghiêm túc viết di chúc, còn viết đầy cả một ngăn kéo những ghi chú cho Tề cẩn niên. Anh nói vì phải chuẩn bị cho kỳ nghỉ sắp đến nên bắt đầu về muộn, nhưng thật hay giả cũng không quan trọng. Thế là lại hợp ý tôi. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, anh đặt bàn ở nhà hàng sang trọng nhất, mua hoa hồng nhung, gọi những món tôi thích, Qua ánh nến lãng mạn tôi nhìn nụ cười ánh mắt tình cảm của anh tựa như quay về những năm tháng anh yêu tôi nhất sau khi ăn xong chúng tôi nắm tay nhau đi giữa những đôi tình nhân trẻ đang trong thời nồng nhiệt ở universal studio anh hào hứng mua một cái băng đô tai thỏ đáng yêu đeo lên đầu tôi anh ôm mặt tôi ngó trái ngó vải cười hôn lên mắt tôi nói tôi là ánh trăng trong lòng anh mặc dù lưng đau đến không thể đứng thẳng nổi tôi vẫn cố chống đỡ thân thể cứng đơ của mình, cố gắng theo bước chân anh. Bởi vì giờ phút này tôi thật sự vui vẻ. Tôi muốn ngồi tàu lượn siêu tốc mà tôi chưa bao giờ dám thử một lần. Xem pháo hoa lãng mạn mà tôi chờ đợi bấy lâu. Dùng tiếng hét và tiếng cười để đặt dấu chấm hết cho tình yêu đã chết của mình. Cũng xem như không để lại bất kỳ hối tiếc. Nhưng nụ cười trên mặt tôi dần lạnh đi khi tề cẩn niên nhận cuộc điện thoại kia. Lương sàng khóc nói không nên lời. Anh Niên, anh đang ở đâu? Mau về đi. Dì Dương tức ngực không còn nói được nữa. Em sợ quá. Anh Niên, xin anh mau quay về đi. Một mình em không chăm sóc được dì Dương. Nếu dì Dương có bệnh hệ gì, em cũng không sống nổi nữa. Mặt của Tề Cần Niên biến sắc. Nguyệt Nguyệt, nhanh lên. Có lẽ mẹ anh bị đau tim. Chúng ta phải quay về nhanh. Anh kéo tay tôi chạy đi. Tôi bị anh lôi đi thô bạo như vậy phần thắt lưng vốn đau đớn như bị chém vào một nhát dao tôi ngã mạnh xuống đất anh quay lại nhìn tôi thấy tôi nằm trên đất không dậy được lại giống to với tôi nhanh lên đi mẹ anh xảy ra chuyện em không nghe thấy sao tôi bị tiếng gầm đột ngột của anh làm cho giật mình anh cho rằng tôi cố ý kéo dài thời gian lục hy nguyệt cho dù em có vấn đề với mẹ anh nhưng cũng không nên máu lạnh như thế chứ Huống hồ mấy hôm trước, lương sàng bị em làm cho tức đến suýt xảy thai, anh cũng không nói em tiếng nào. Bây giờ em ấy và mẹ anh đều gặp chuyện, anh phải làm sao đây? Tại sao em lại biến thành như thế này? Tôi có thể thấy rõ sự chán ghét trong mắt anh, tim lập tức như bị sợi dây cắt thành hai nửa. Tôi cố sức há to miệng lấy hơi, không thể thở nổi. Anh cau mày, dường như nhận ra sự bất thường của tôi, đưa tay kéo tôi đứng dậy, nhưng điện thoại anh lại đổ chuông rồn rập. Anh Quyên quyết buông tay tôi ra, nhanh chóng nhận điện thoại rồi vội vã rời đi. Thắt lưng tôi đau không chịu nổi sức nặng cơ thể lại ngã lăn ra đất. Hình như tôi nghe tiếng đầu mình đập trên mặt đất. Người qua đường tốp năm tốp ba tụm lại, nhưng tôi không còn thấy rõ mặt họ. "Mau gọi mươi cối chảy máu nhiều quá, hình như không còn thở nữa, có ai biết hô hấp nhân tạo không, mau cứu người đi." Âm thanh hỗn loạn từ chói tai đến tan biến. Tất cả đều kết thúc. Tề Cần Niên yêu anh thật đau khổ, vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng gặp lại. Thì ra cái chết lại đau đớn đến vậy, đau đến lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Tôi nghĩ biểu hiện của mình hẳn là vặn vẹo đáng sợ. Xin lỗi những người qua đường tốt bụng, dọa mọi người sợ. Thật sự xin lỗi. Chị ơi, chị! Tiếng gọi bên tai nghe mơ hồ không rõ. Tôi cau mày lại. Chị tỉnh lại đi, em đây, Trần Thành đây. Chị không cần xin lỗi ai cả. Đừng nói xin lỗi nữa, chị đừng sợ, chúng ta không sao rồi, đừng khóc nữa." Tiếng nói bên tai từ mơ hồ dần dần rõ ràng, khiến tôi phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được. Tôi còn sống sao? Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là gương mặt lo lắng của Trần Thành. Ký ức ùa về từng chút, tôi nhớ trước khi mình bất tỉnh đã cố gắng bấm số liên lạc khẩn cấp là Trần Thành. Tôi biết tề cẩn niên chắc chắn sẽ bỏ rơi tôi. Nếu tôi đột ngột chết trên đường, chỉ cần Trần Thành mang thi thể tôi về trường là đủ rồi. Giờ thì bộ dạng mệt mỏi vở phạc của Trần Thành, tôi cực kỳ ái náy. Sau khi tốt nghiệp, tôi không thường liên lạc với cậu ấy. Chỉ có vài lần hướng dẫn thí nghiệm khi còn học ở trường. Tình cờ bây giờ, cậu ấy làm chuyên khoa ung bướu tiết niệu. Cũng giảng dạy ở trường Y, cho nên tôi mới tìm cậu ấy để hỏi việc hiến xác. Thật sự xin lỗi Trần Thành gây cho em nhiều phiền phức như vậy. Trần Thành thở dài lắc đầu. Thật sự xin lỗi. Những chữ này từ khi hết thuốc mê đến giờ. Chị nói không ngừng. Lấy đâu ra mà xin lỗi nhiều vậy? Thuốc mê sao? Tôi sửng sốt. Chị mổ sao? Tôi thấy trong mắt Trần Thành một tia không nỡ. Cú ngã làm chảy máu thủy chán dẫn đến thoát dịch hộp sọ. Nếu ngã mạnh hơn tí nữa là chị mất mạng rồi. Tôi ngây người. Chậm chậm đưa tay sờ đầu, mái tóc dài của tôi không còn một sợi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, sau này sẽ dụng hết tóc vì hóa trị, nhưng giờ phải cạo sạch tóc vì phẫu thuật. Tưởng tượng bộ dạng xấu xí, cảm xúc bất lực, đau khổ khiến tôi ngạt thở. Có lẽ biểu hiện của tôi quá khó coi. Trần Thành nhẹ giọng an ủi. Chị đừng như vậy. Sau khi tháo ống dẫn lưu thì có thể đội tóc giả. Tôi hoàn hồn, gượng cười gật đầu. Trần Thành dầu dĩ đưa điện thoại cho tôi. Chị, Đàn anh Tề đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, em bận quá nên ban nãy mới nhìn thấy. Giọng cậu đầy vẻ thận trọng, "Có muốn để anh ấy đến chăm sóc chị không? Ngay từ đầu tôi đã nhờ Trần Thành nếu không cần thiết thì đừng nói với thầy cô bạn học cũ về bệnh tình của tôi. Tôi còn đặc biệt dặn dò không được tiết lộ với thầy Cẩn Niên. Lúc trước muốn nói với anh trước tiên, chúng tôi đã hứa với nhau, bất kể chuyện tốt xấu gì cũng không được giấu giếm nhau." tôi lệ thuộc vào anh ấy như thế vì vậy rất cần anh cho tôi thêm can đảm và ủng hộ cùng tôi đấu tranh với bệnh tật nhưng đến cùng tôi phát hiện ra có thể dựa vào thật ra chỉ có bản thân tôi trần thành không phải là người nói nhiều lúc đó cậu ấy nghiêm túc đồng ý không hỏi thêm một câu hiện giờ có thể cảm thấy người bị ung thư còn không may ngã vỡ đầu như tôi thật đáng thương em tìm giúp chị một người hộ lý chu đáo một kèm một Loại trường kỳ này chị muốn nhanh chóng chuyển đến bệnh viện của em điều trị. Rốt cuộc thì Trần Thành không nhịn được. Chị, chị và đàn anh tề... Tôi mỉm cười. Anh ấy bận quá. Hiện giờ chị không muốn quấy giày anh ấy. Nhưng sau này, chị có ít đồ muốn gửi cho anh ấy. Còn phải phiền em giúp một tay. Cậu ấy nhìn tôi, im lặng một lúc rồi gật đầu. Trần Thành đi rồi tôi mở điện thoại lên. Thế mới biết tôi đã hôn mê suốt một ngày hai đêm bây giờ đã là ngày thứ hai của năm mới. Xem lịch sử cuộc gọi, Tề Cẩn Niên gọi cho tôi cuộc đầu tiên là vào sáng sớm ngày mùng 1. Có lẽ lúc đó mẹ anh và Lương Giảng đã không còn nguy hiểm nữa. Anh mới nhớ lại dáng vẻ chật vật khi té ngã của tôi đêm giao thừa. Hoặc theo suy đoán ác ý của tôi, có lẽ mẹ anh cũng không có chuyện gì. Đơn giản chỉ không muốn thấy anh đón năm mới cùng tôi. Anh cũng không nghĩ đến người thật sự suýt chết không phải mẹ anh mà là tôi. Trên WeChat, anh liên tục hỏi tôi, rốt cuộc thì em đi đâu? Em đừng giận dỗi nữa được chưa? Tại sao em vẫn không về nhà? Nhà sau Năm mới bắt đầu, tôi đã không còn nhà nữa. Huống chi, cả nhà anh đầy đủ, bà, con, cháu. Chưa bao giờ dành lại một vị trí cho tôi. Tôi lặng lẽ lau nước mắt, chặn anh ấy từ điện thoại đến WeChat. Sau khi chuyển đến bệnh viện ung bướu, Trần Thành sắp xếp cho tôi phòng bệnh một giường, Tuy nhiên, do chấn thương nặng ở đầu nên tình trạng của tôi không được tốt. Sau khi rút ống dẫn lưu, tôi sốt nhẹ không ngừng, huyết đồ rất thấp. Thể trạng như vậy không thể tiến hành phát đồ điều trị ung thư, chỉ có thể kéo dài chờ đợi. Cơn đau dưới thắt lưng ngày càng tồi tệ, cơn đau ngấm vào tận xương. Tôi là người chịu đau tốt, dạ dày đau quằn quại, vẫn có thể chịu đựng suốt 2 tiếng không uống thuốc. Bây giờ đã đến nông nỗi không ngừng thuốc giảm đau mỗi ngày. Sau lần tôi đột ngột chóng mặt ngất đi lần nữa, được cấp cứu tỉnh dậy, tôi nhìn thấy hình gầy guộc của mình trong gương, hoàng hốt, cảm thấy mình không gắng gượng được bao lâu. Nhưng tôi từng nỗ lực cổ vũ bản thân như vậy, tôi muốn sống tiếp. Dù chỉ sống thêm một năm nữa thôi, để tôi ngắm nhìn bốn mùa thay đổi cũng tốt rồi. Tiểu Nguyệt, người nhà con không phải ở Bắc Thành sao? Nếu trong lòng có gì muốn nói, con nói với gì được không? Đừng giấu hết mọi thứ trong lòng, như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu hộ lý lưu là một người rất tinh tế tôi rất thích gì ấy có khi nhìn dáng vẻ bận rộn của gì tôi không kìm được suy nghĩ nếu mẹ tôi còn sống có phải cũng dịu dàng chăm sóc tôi như thế này không không may mà ba mẹ tôi đều đi rồi nếu không để họ phải nếm trải nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao tôi cam lòng người còn lại thực sự đau khổ hơn người đã chết tôi rất hiểu điều đó tôi cười chấn an dì lưu ba mẹ con đều đã qua đời bây giờ con chỉ có một mình thôi không vướng bận dì yên tâm con cũng không có tâm sự gì chỉ không thích chuyện trò nhiều thôi dì lưu hơi sửng sốt thở dài con bé ngoan xin lỗi con dì lưu không biết không sao ạ à? tôi cười dì nhanh chóng truyền đề tài nghe bác sĩ trần gọi con là đàn chị con cũng là bác sĩ sao dạ trước kia thì phải Giáng vẻ ba khi mất là nỗi đau tôi không dứt nổi vì vậy tôi chọn khoa phẫu thuật bỏng trong khoa cũng được xem là bác sĩ trẻ có triển vọng trường khoa gọi tôi là lục một dao đáng tiếc sau này tôi không bao giờ có thể phẫu thuật cho mọi người tiểu nguyệt con hai mươi mấy có hẹn hò ai không nhìn con còn nhỏ hơn con dâu của dì nữa con dâu dì hai mươi sáu gần sinh rồi lần đầu tiên sau khi trở bệnh tôi cười vui đến vậy con đã 35 rồi, còn xấu tới mức này. Dì Lưu, dì giỏi dỗ dành người ta quá. Dì Lưu kinh ngạc nhìn tôi, dì đâu có dỗ con đâu. Ngày đầu tiên gặp con, dì đã nghĩ cô gái trẻ vậy mà mắc bệnh này, cha mẹ chắc đau lòng chết mất. Tôi cười cười quay đi, khẽ lau mắt, làm con gái hoặc con dâu gì chắc hạnh phúc lắm. Ôi chà, đừng nói vậy, nếu con lấy chồng chắc chắn mẹ chồng sẽ cưng con tới trời. Một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, lại lễ phép ân cần, anh nói nhỏ nhẹ, ai nghe thấy là thấy thoải mái ngay. Nhà ai mà cưới được con chính là có phúc có phần. Họ cảm thấy có phúc sao? Tôi lắc đầu. Ngày đó khi tề cẩn niên vì mẹ anh ta mà mắng tôi, ánh mắt ghét bỏ của anh ta giống hệt như ánh mắt thường ngày Dương Tú Hoa nhìn tôi, tựa như con dao nhọn cắm thẳng vào ngực tôi. Suy cho cùng, mẫu từ tình thâm. Tim tôi từ khoảnh khắc đó đã hoàn toàn vỡ nát, đến bây giờ vẫn tan nát chẳng qua là không còn đau như vậy nữa tôi cười không muốn tiếp tục chủ đề hôn nhân tôi soi gương vuốt thằng bộ tóc giả của mình tô chút son môi để nhìn mặt mình tươi tắn hơn dì lưu dì đưa con ra ngoài hóng gió đi được chúng ta trò chuyện nhiều hơn thấy con hoạt bát hơn dì rất vui dì đỡ con đi được không con không muốn ngồi xe lăn nhìn như người không còn sức sống vậy không được đâu lần trước đỡ con ra ngoài đi dạo con ngất xỉu Bác sĩ Trần nổi giận với gì, gì cũng bị dọa sợ chết khiếp, con nghe lời gì, gì đưa ra ngoài, không thì con cứ ngoan ngoãn nằm trên giường tiếp đi. Tôi bất lực cười, dạ, được ạ, à. con nghe lời gì. Đúng lúc đó Trần Thành điện thoại đến, "Chị, em có tin tốt muốn báo với chị." Tôi nháy mắt với dì Lưu, cười hỏi, "Em tìm được cách chữa bệnh ung thư thận khó khăn sao?" Trần Thành trước giờ là người nghiêm túc, có sao nói vậy, gần như là người không biết đùa. Hiếm hoi như hôm nay cậu ấy cười. Vậy thì chưa, nhưng em với giáo sư và chuyên gia khoan não bộ đã hội trần. Em lập ra kế hoạch mới cho phương án điều trị của chị. Em có lòng tin. Thôi, lát nữa em đến phòng chị nói cặn kẽ cho chị biết. Cậu ấy rất hào hứng, vội vàng cúp điện thoại. Dì Lưu còn vấn chấn hơn cả tôi. Tốt quá, Tiểu Nguyệt à. Dì nói rồi mà. Người tốt sẽ được báo đáp. Chờ con khỏi bệnh, dì Lưu sẽ nấu cho con đủ món ngon, nuôi con mập mạp trắng trèo. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người ấm áp, chiếu sáng trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ khát vọng như bây giờ, có thể sống thật tốt. Hôm nay thời tiết rất tốt, cũng có thể do tôi cảm thấy bệnh của mình còn hy vọng. Tâm trạng tốt nên tôi lại cảm thấy người không đau nhiều. Sức khỏe tôi quá kém để chịu gió lạnh bên ngoài nên dì lưu chỉ đầy tôi đi lòng vòng trong tòa nhà. Bà chọn đi bên cửa sổ có ánh nắng, vừa đi vừa nói muốn tôi phơi nắng nhiều hơn, tăng cường sức khỏe. Thực ra tôi bị phơi nắng muốn choáng váng, nhưng tâm tình thì lại ấm áp. Cảm giác được người lớn yêu thương thì ra lại tốt như vậy. Trần Thành gọi lại nói đã đến phòng bệnh. Chúng tôi bắt đầu quay về phòng. Đi ngang văn phòng, tiếng tranh cãi bất ngờ chuyển ra. Trước giờ tôi không thích ồn ào, định nói gì lưu đẩy nhanh lên. Bỗng nghe tiếng người đàn ông gào thét. Ông cụ nhà tao chỉ gãy đầu gối, làm tiểu phẫu thôi, Chúng mày trị kiểu gì mà bây giờ người không còn nữa, rõ ràng là sự cố chữa bệnh nhưng chúng mày không chịu nhận, không phải là không muốn bồi thường tiền sao? Được, vậy thì đền mạng đi, hôm nay chúng mày đừng có mong có đứa nào sống đi ra ngoài, đi theo đền tội cho ông cụ nhà tao đi. Tiếp theo là tiếng đồ đạc nặng bị rơi, tiếng đập phá, tiếng la hét kêu cứu hoảng loạn. Tôi và dì Lưu hoảng hốt báo cảnh sát, chắc chắn không kịp. Dì Lưu chạy gọi bảo vệ đi. Được, dì đi ngay. Dì Lưu vừa mất hút sau khúc quanh hành lang, cửa phòng đột ngột bật mở. Hai y tá đỡ một bác sĩ nữ lớn tuổi lào đào chạy ra bên ngoài. Người bác sĩ kia ôm tay, máu đỏ tươi nhuộm đẫm bộ quần áo trắng của cô ấy. Điều tệ hại hơn là một người đàn ông trẻ tuổi đang cố gắng giữ sức bắt lấy ba người họ. Một người đàn ông trung niên khác cầm con dao đẫm máu cô loạn xọa đuổi theo, đầm điên cuồng về phía ba người. Tôi chợt nhớ người thầy có ơn với mình, ông có thể nghỉ hưu dưỡng già nhưng vì bệnh viện cần ông quay về tiếp tục làm việc kết quả sau một lần phẫu thuật bị người nhà bệnh nhân mất lý trí làm cho bị thương mấy năm sau ông mất vì trầm cảm và lúc này đây cảnh tượng tương tự đang diễn ra trước mắt tôi nữ bác sĩ lớn tuổi đã bị lôi kéo ngã xuống đất người đàn ông vung dao định đâm xuống tôi liều mạng đẩy xe lăn tông vào người đàn ông lực chiếc xe lăn rất lớn khiến ông ta ngã lăn ra mấy người phía sau chạy đến mấy nhân viên bảo vệ cũng lao tới nhanh chóng khống chế hai người đó tôi thở vào nhẹ nhõm bên tai vọng đến tiếng dì lưu khóc thảm thiết tiểu nguyệt tiểu nguyệt tỉnh lại đi con con đừng dọa dì lưu mà tiểu nguyệt à cái con bé ngốc này tôi hạ gục người đàn ông kia cũng đồng thời quăng ngã chính mình tôi đập mạnh vào tường cột sống cổ dường như bị gãy tôi không thể ngẩng đầu lên được đau quá đau máu chảy dọc theo đầu uốn lượn thành sông từ từ che khuất tầm mắt tôi tôi muốn an ủi dì Lưu đừng sợ con rất may mắn con không sao nhưng tôi không còn đủ sức để mở miệng thế giới chìm trong bóng tối tích tắc tích tắc âm thanh của dụng cụ không ngừng vang lên kéo ý thức tôi về lại chị ơi kiên trì chúng ta cố gắng lên được không chúng ta đã có kế hoạch điều trị rồi chị à xin chị Cố gắng lên, chị nhất định sẽ khỏe lại, chị à, Trần Thành à. Hình như cậu ấy đang khóc, trước nay cậu luôn điềm tĩnh chín chắn, vì vậy khả năng là lần này tôi không may mắn, tôi dùng hết sức mình mở mắt ra nhưng không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, tôi muốn nở nụ cười với cậu ấy nhưng hình như tôi cũng không làm được, cũng tốt đã biết mình sớm rời khỏi đây nên tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nếu tôi có thể gặp ba, tôi sẽ có thể tự hào nói với ông. Nguyệt Nguyệt của ông đã làm được một số việc ý nghĩa trong đời, không làm ông mất mặt. Và người bạn đi cùng tôi đoạn cuối cuộc đời, Trần Thành. Thực ra tôi luôn sợ gây phiền phức cho người khác. Trong lòng luôn thấy có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy bận rộn như vậy, vất vả như vậy. Sau này tôi không phải làm phiền cậu ấy nữa cảm giác người mình nhẹ bẫng suy nghĩ hỗn loạn mí mắt nặng tượng ngàn cân không thể mở ra nổi hơi mệt lại như sắp bay lên được bay lên có nhẹ nhàng vui vẻ hơn không tôi từ từ nhắm mắt lại bên ngoài chợt vọng vào tiếng gào khóc thảm thiết cho tôi vào cho tôi vào đó là vợ tôi vợ tôi ở bên trong lục hy nguyệt là vợ tôi các người cho tôi vào đi đây là icu anh không được xông vào nếu anh còn như thế chúng tôi sẽ bắt buộc phải khống chế anh thả tôi ra mẹ kiếp các người thả tôi ra cút ngay cho tôi còn mẹ nó các người mau cho tôi vào đi mí mắt tôi co giật giọng nghẹn ngào của trần thành vang lên nghe khàn khàn chị đàn anh tể đến chị có muốn gặp anh ấy không anh ta thôi đừng tôi dùng hết sức mình khẽ lắc đầu một biển hoa xinh đẹp lặng lẽ hiện ra trước mắt tôi trong biển hoa có một chàng trai đạp xe chở cô gái váy trắng bồng bềnh nguyệt nguyệt lấy anh đi để anh thay chú lục bảo vệ em bảo vệ em cả đời không cho bất kỳ ai bắt nạt em vậy nếu anh ăn hiếp em thì sao anh tề cần niên thề với trời đất cả đời này chỉ yêu lục hy nguyệt nếu phản bội em anh sẽ không được chết tử tế biển hoa lộng lẫy héo úa trong tích tắc cô gái mỉm cười nhảy xuống xe đạp vẫy tay với chàng trai cảm ơn anh đã cùng tôi đi qua con đường dài và cô đơn như vậy nhưng mà đưa tôi đến đây thôi, không bao giờ gặp lại. Ngoại chuyện về Tề Cẩn Niên Sau đêm giao thừa không vui đó, Nguyệt Nguyệt giận dỗi với tôi, chơi trò mất tích. Nhớ lại lúc đó tôi đúng là quá rốt ruột nên cư xử tệ với em. Tôi cũng rất hối hận, nhưng em không cho tôi cơ hội để xin lỗi. Điện thoại không nhận, gửi quy chat không trả lời. Thậm chí hôm sau em còn cho tôi vào danh sách đen. Cho dù tôi dùng số điện thoại lạ gọi đến, em cũng không trả lời. Đúng là muốn chọc tôi tức chết. Tôi suy nghĩ lại những bạn bè thân thiết với em trong những năm qua. Thì ra tôi không có thông tin liên lạc của họ. Nhưng mà chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm, đã thống nhất rõ là dù có mâu thuẫn gì phát sinh cũng không dặn qua đêm. Có chuyện gì thì cần nói ngay, không tạo khoảng cách trong tình cảm đôi bên. Em đã quên hết rồi sao? Từ khi nào em đã trở nên vô lý như vậy? Em không hề biết vì để có thời gian nghỉ phép dỗ dành cho em vui mà tôi đã phải làm việc ngày đêm mới dành ra được một tuần này. Nhân viên công ty từng nói đùa với nhau, họ chưa từng thấy đôi vợ chồng nào già mà còn như tề tổng vậy. Lúc nào cũng đối xử với vợ dịu dàng mềm mỏng như còn trong tình yêu nồng nàn. Khi làm việc với đối tác, đôi khi sau khi uống rượu đi tăng ba, họ thử nhét những cô gái trẻ vào lòng tôi, nhưng lần nào tôi cũng kiên quyết từ chối không dám sai lầm một lần bởi vì trong lòng tôi chỉ có nguyệt nguyệt tôi luôn nhớ lời thề không phản bội em của mình huống hồ tôi còn quá hiểu tính tình của nguyệt nguyệt nếu tôi thật sự đụng đến người phụ nữ khác cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi nguyệt nguyệt tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tôi nhưng người ngoài có thể nhìn ra tôi ôm em trên đầu tim mình từng giây từng phút vì sao em càng ngày càng không biết đủ càng lớn tuổi càng không hiểu chuyện như xưa tôi thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi. Em tránh gặp tôi, tôi cũng không cần nghỉ phép. Đúng lúc công ty đang làm một dự án đa quốc gia, chi tiết cần hoàn tất trước Tết, nên tôi quay về công ty tiếp tục làm việc. Nguyệt Nguyệt yêu tôi như vậy, tôi biết em không thể phớt lở tôi, chưa kể còn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán. Em không có người thân, còn có thể đi đâu được chứ, giận dỗi mấy ngày thì cũng đến lúc liên lạc lại với tôi đến lúc đó tôi phải nói chuyện nghiêm túc với em sau này không được chơi trò mất tích tùy tiện như thế tình cảm không thể chịu nổi dày vỏ vậy mấy ngày không có em mỗi ngày tan làm tôi đều về nhà theo thói quen mong chờ ngọn đèn được bật sáng ấm áp vì tôi nhưng mà mỗi ngày đều thất vọng tôi chỉ có thể đến nhà mẹ mệt mỏi cả ngày ít nhất còn có miếng cơm nóng May mắn là đêm giao thừa, mẹ tôi vượt qua tình thế nguy kịch. Khi tôi chạy đến bệnh viện, hỏi kỹ bác sĩ, bác sĩ nói bà không sao. Có thể do cảm xúc thất thường của người già nên khó chịu, bảo tôi sau này phải chú ý tâm trạng của bà. Công việc dù bận thì cũng phải ở bên cạnh bà nhiều hơn. Tôi không khỏi áy náy. Khi cha tôi qua đời, tôi mới 3 tuổi, mẹ tôi vẫn còn quá trẻ. Hiển nhiên bà có thể tái giá, nhưng lại chọn con đường vất vả gian khổ nhất bà ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn đến khi tôi đền đáp được thì lại là một lòng một dạ đặt lên người của nguyệt nguyệt thậm chí khi còn trẻ cho dù bà dùng cách tự sát ép tôi tôi đều không chấp nhận cưới ai khác ngoài nguyệt nguyệt điều đó làm lòng bà tan nát vì vậy sau này tôi luôn cố gắng hết sức nghe theo lời bà cố gắng đối xử thật tốt với bà một phần là vì ơn dưỡng dục một phần là muốn bù đắp cho bà tha thứ cho lỗi lầm khi còn trẻ, tôi đã làm bà đau thấu tim khan. Nhưng tóm lại, bù đắp của tôi vẫn chưa thấm vào đâu. Nguyệt Nguyệt không thể hòa hợp với bà, không muốn sống cùng bà. Tôi cũng không thể để Nguyệt Nguyệt không vui. Vì vậy, chị đành chạy qua chạy lại giữa hai bên. Nguyệt Nguyệt không thể sinh con được. Mẹ hàng ngày lau nước mắt trước ảnh thờ của ba, nói nhà họ tề không có người nối dõi. Bà xin lỗi vì làm ông thất vọng. Cuối cùng sau một lần mẹ để lại di chúc rồi uống thuốc ngủ, tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra tâm sự bà đã nặng nề đến mức này. Hình ảnh bà tự sát nhiều năm trước hiện lên trước mắt khiến tôi cực kỳ khủng hoảng. Nếu như tôi trơ mắt, nhìn mẹ tự làm mình bị tổn thương, cứ sống theo ý mình, tôi còn là người sao? ly hôn là điều tôi tuyệt đối không làm được. Tôi không thể vì con cái mà bỏ nguyệt nguyệt, người tôi yêu nhất. Vì thế tôi thỏa hiệp, Điểm mấu chốt duy nhất là tôi không chạm vào lương giảng. Mẹ tôi tuy không vui vì bà bảo con thụ tinh nhân tạo sinh ra không được thông minh như những đứa trẻ được thụ thai bình thường. Nhưng thái độ tôi kiên quyết, bà đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi lương giảng mang thai, tôi hơi sợ khi gặp Nguyệt Nguyệt. Tôi sợ em sẽ dứt khoát chia tay với tôi. Nhưng tôi tự an ủi bản thân, không có gì đâu, tôi không phản bội em. Sinh con ra là để cho mẹ tôi thôi, bên phía lương sảng tôi sẽ cho cô ấy một khoản tiền đền bù cô ấy cũng không phải là người khó xử lý cuộc sống ngày sau sẽ bình an không có việc gì may mắn nguyệt nguyệt hiểu chuyện đúng như tôi nghĩ tuy rằng em hơi buồn nhưng đã nhanh chóng nghĩ thông suốt không làm tôi khó xử cuộc sống mỗi ngày lại về với nhịp sống bình thường vững chãi đi tới tương lai còn mẹ từ lúc đưa lương sảng về ở chung nhà hai người mỗi ngày nói nói cười cười Mẹ cực kỳ vui vẻ, điều này khiến tôi cảm thấy bùi ngùi. Rất nhiều lúc nhìn thấy hai người vui vẻ hòa thuận, tôi không thể không suy nghĩ, nếu như Nguyệt Nguyệt có thể dỗ dành mẹ tôi như thế thì cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Về phần Lương Sảng, cô ấy hoàn toàn không phải là mẫu người tôi thích, tôi tuyệt đối không có khả năng có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy. Quá lắm thì trong tương lai, sau khi sinh con, cô ấy và tôi có một phần nhân tình, chỉ vậy mà thôi khi cô ấy kết hôn tôi sẽ chuẩn bị một phần hồi môn phong phú đúng theo tiêu chuẩn cho em gái dù gì ngay từ ban đầu tôi đã nói chuyện với cô ấy nếu mẹ tôi ép cô ấy làm điều gì đó mà cô ấy không muốn làm cô ấy có thể từ chối tôi sẽ khuyên mẹ mình không ép buộc cô ấy vì sinh con cho tôi nhưng cô ấy nói xem nguyệt nguyệt như chị ruột của mình cô sẵn sàng sinh con cho nguyệt nguyệt tương lai để con ở cùng nguyệt nguyệt tránh việc nguyệt nguyệt già rồi sẽ cô đơn Tôi biết Nguyệt Nguyệt rất thích trẻ con, khi mất đi hai đứa bé, em khóc hàng đêm trong cơn ác mộng. Em cũng rất tốt với Lương Sảng, người đã được ba vợ tôi cứu bằng chính mạng sống của ông. Nguyệt Nguyệt từng nói, khi nhìn thấy Lương Sảng, em sẽ nhớ đến ba mình. Lương Sảng còn sống thì tựa như hơi thở của ba em luôn vây quanh em, không bao giờ rời xa. Vì vậy, tôi cảm thấy, nếu phải sinh con thì để Lương Sảng sinh cho tôi thì Nguyệt Nguyệt sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là người khác tôi cứ thế bận rộn làm việc trong khi chờ tin tức của nguyệt nguyệt không ngờ đến trưa ngày thứ bảy khi tôi đang xem lại các điều khoản hợp đồng sẽ ký kết vào buổi chiều thì mấy nhân viên hốt hoảng xông vào văn phòng dơ di động lên nói với tôi tề tổng tề tổng anh mau nhìn tin tức hot sốt đi cái người cứu người mà bị thương kia sao nhìn giống vợ anh lắm người bị thương sao tôi nghe mấy chữ này trong nháy mắt đầu óc trống rỗng tôi vội vàng chộp lấy điện thoại của họ Khoảng 10 giờ sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Bệnh viện Ung Bướu trực thuộc Đại học Bắc Thành. Người nhà bệnh nhân vừa qua đời không kiểm soát được cảm xúc nên đã dùng dao tấn công bác sĩ điều trị. Có ba người dũng cảm xông lên giải cứu, trong đó có một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ đang được bác sĩ chữa trị. Đoạn video được tải lên Internet bởi những người xem xung quanh, tay tôi run rẩy cố gắng phóng to màn hình cô gái trong góc bê bết máu hình như cối thật sự là Nguyệt Nguyệt của tôi tôi nghe rõ một một tiếng người phụ nữ kia ôm lấy cô gái vừa khóc vừa gọi Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt khoảnh khắc ấy tôi thấy trước mắt tối dầm lại trời rung đất chuyển tôi chộp lấy chìa khóa xe phóng như điên đến bệnh viện ung bướu người bị thương thật sự là Nguyệt Nguyệt tại sao em lại là bệnh nhân ung thư em bị thương nặng như vậy nằm trong ICU lâu vậy mà còn chưa ra bất kể tôi cầu xin nhân viên y tế cho tôi vào thế nào họ vẫn từ chối nói chỉ khi kết thúc quá trình phẫu thuật mới cho người nhà vào dù lòng như dao cắt nóng như lửa đốt tôi cũng chỉ có thể canh ở cửa phòng icu đau khổ chờ đợi bỗng tôi thấy một người quen thuộc hình như là đàn em ở trường đại học y của nguyệt nguyệt tôi vội giữ lấy cậu ta van xin cậu ta đưa tôi vào gặp nguyệt nguyệt em ỉ lại vào tôi như thế, dựa dẫm tôi hơn 20 năm rồi, lúc này chắc hẳn em rất đau đớn, rất sợ hãi, người em muốn gặp nhất chắc chắn là tôi, nhưng anh ta lắc đầu, anh ta nói, Nguyệt Nguyệt không muốn gặp tôi. Sao có thể như thế chứ? Nguyệt Nguyệt của tôi làm gì có chuyện em không muốn gặp tôi, chắc chắn cậu ta lừa tôi. Tôi nổi giận, đấm lên mặt cậu ta, lao thẳng vào ICU, mấy nhân viên bảo vệ giữ tôi lại giao cho bệnh viện báo cảnh sát, tôi bất chấp tất cả thể diện cũng không cần, tôi khóc lóc cầu xin cảnh sát thả tôi ra, đừng đưa tôi đi, tôi nói vợ tôi trong ICU sống chết chưa biết, tôi van xin họ thông cảm cho tôi, chỉ thiếu nước quỷ xuống. Mấy người cảnh sát có vẻ mềm lòng, nhưng tên đàn em chết tiệt bị tôi đấm kia lại lạnh lùng lên án tôi tấn công bác sĩ, gây rối trật tự, yêu cầu cảnh sát phải đưa tôi đi. Tôi tiếp tục khóc lóc cầu xin trong xe cảnh sát ký đủ loại giấy tờ, hứa hẹn tuyệt đối không kích động gây chuyện nữa. Cuối cùng họ mới cho hai nhân viên cảnh sát dẫn tôi lại bệnh viện. Nhưng y tá trong ICU nói, Nguyệt Nguyệt đã chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Chân tôi mềm nhũn, thở vào nhẹ nhõm. Tôi run run hỏi, vậy là vợ tôi qua cơn nguy kịch rồi sao? Cô ta liếc nhìn tôi, lạnh lùng ném lại một câu, chờ thông báo. Nhưng không ai để ý đến tôi. Tôi không biết phải đợi thông báo ở đâu. Tôi cũng không nhớ nổi tên đàn em kia tên gì. Tôi đành đến bàn hướng dẫn, chạy hỏi khắp nơi, bất kỳ nơi nào có thể hỏi. Tôi chấn động khi biết Nguyệt Nguyệt bị ung thư thận. Tôi tìm được phòng bệnh của Nguyệt Nguyệt, nhưng bên trong không một bóng người. Cứ thế tôi nghe tin em đang cấp cứu trong ICU là một giấc mơ, không hề có thật. Tên đàn em chết tiệt kia cũng không thấy bóng dáng. Tôi như kiến bò trên chảo nóng, canh giữ hành lang phòng bệnh suốt ba ngày ba đêm, Mãi đến một đêm khuya, tên đàn em kia lại xuất hiện trước mặt tôi, anh ta đưa cho tôi một chiếc túi niêm phong, nói rằng Nguyệt Nguyệt nhờ anh ta đưa cho tôi. Chiếc túi trống rỗng đó chỉ có điện thoại di động của Nguyệt Nguyệt, máy ghi âm và thỏa thuận ly hôn, anh ta quay lưng đi, tôi túm cánh tay anh ta lại, hỏi rốt cuộc Nguyệt Nguyệt đi đâu, tôi nói mình là chồng của Nguyệt Nguyệt, tôi có quyền được biết vợ mình ở đâu. Anh ta quay lại nhìn tôi, không nói một lời chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, anh ta giơ nắm đấm, đấm mạnh vào tôi. Mấy ngày đêm không ăn không ngủ, tôi không có sức lực để phản kháng, bị anh ta đánh choáng váng ngã lăn ra đất không dậy nổi. Đến khi tôi mở mắt ra, anh ta ném xuống một câu, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt, bảo tôi đừng đến quấy giày Nguyệt Nguyệt. Còn mẹ nó, dựa vào cái gì chứ? Mẹ kiếp, anh là gì chứ? Nguyệt Nguyệt là vợ tôi, vợ chồng tôi chỉ cãi nhau, Việc ly hôn, chỉ cần tôi không đồng ý thì cả đời em ấy cũng chỉ có thể là vợ tôi, nhưng mà chỉ cần Nguyệt Nguyệt qua cơn nguy kịch bình an là được, tôi sẽ bỏ qua rất nhiều tiền để tìm kiếm chuyên gia về ung thư thận trong và ngoài nước cho Nguyệt Nguyệt, nhất định tôi phải cho Nguyệt Nguyệt biết ai mới có thể chăm sóc tốt cho em. Biết Nguyệt Nguyệt còn sống, tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần, tôi vội vàng mở bút ghi âm kia ra, tôi đoán đó là lời Nguyệt Nguyệt muốn nói với tôi nhưng sau khi nghe xong trời đất như sụp xuống cái người độc địa mắng trời toàn lời thô tục kia là mẹ tôi kẻ phong ơn bạc nghĩa không biết liêm sỉ kia là lương sảng trong sự bàng hoàng ngơ ngẩn tôi quay về nhà tôi với nguyệt nguyệt nơi mà tôi đã lâu không về hương thơm thoang thoảng còn phảng phất như thế giây tiếp theo em sẽ từ trong bếp ló ra nhìn tôi mỉm cười tôi vào phòng làm việc của em trong ngăn kéo chứa đầy những ghi chú được viết rất đẹp, em viết cho tôi. Sau khi rời giường phải uống một ly nước ấm, phải ăn sáng, dù bật đến mấy cũng không được thức khuya. Đã uống kháng sinh thì không được uống rượu, lái xe thì đừng hơn thua với xe khác, đừng cáu kình với nhân viên, phải thay đổi tính tình, phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Những hàng chữ dày đặc chứa đầy sự dịu dàng dặn dò của em, tôi khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn như mưa. Dưới chuỗi ngọc trai tôi tặng em có một mảnh giấy ghi chú nhỏ, chúc Cần Điên và Lương sàng nhiều con nhiều phúc, hạnh phúc cả đời. Tôi vẫn nổ sẽ nát tờ ghi chú đó, còn mẹ nó ai muốn cùng Lương sàng sống cả đời. Nguyệt Nguyệt, sao em lại để tâm vào những chuyện vụn vặt vậy? Cô ấy chỉ là người sinh con cho mẹ tôi thôi, tôi không chạm vào cô ấy, người tôi yêu duy nhất là em, từ trước đến nay chỉ một mình em thôi. Tôi giật mạnh cổ áo, thở hồn hền, mở di động của em ra. Ngày 22 tháng 12, không còn trăng sáng. Tôi nhìn chăm chăm vào sắc mặt trắng bệch của em và tờ phẫu thuật phá thai, như bị sét đánh. Nguyệt Nguyệt thật sự mang thai sau. Nhưng ngày đó tôi đã nói gì với em? Tôi nói em uống nhiều thuốc như vậy, sinh con ra cũng không khỏe mạnh. Nhưng đó là vì tôi cảm thấy em đang nói dối tôi em mang thai. Dù sao thì nhiều năm rồi em không thể mang thai. Tim tôi đau như dao cắt, tôi tự tát mạnh mình hai cái. Ngày 23 tháng 12, bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói tình người luôn dễ đổi thay. Một câu thơ của Nạp Lan Tính Đức. Đính kèm là tin nhắn thoại lương giảng gửi cho em. Em chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, chụp màn hình lại. Những chữ trong tin nhắn đó đâm vào lưng tôi như kim châm. Đó là lần say rượu nào đó của tôi, nhìn mẹ nhớ ba rơi nước mắt mà lòng khó chịu cùng cực vì vậy mới than thở với lương giảng vài câu đó không phải là lời nói thật nguyệt nguyệt trước giờ anh chỉ yêu mình em chưa từng thay lòng đổi dạ nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thì ra có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng bỗng dưng cố nhân đổi lòng lại nói là tình người luôn dễ đổi thay ly sơn dứt lời đêm trôi quán nửa mưa đêm chuông vàng chết chẳng oán hận Đường Minh có bạc tình đến đâu thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành. 24 tháng 12, tể nhân chi phúc, sự khác biệt giữa vợ cả với vợ lẽ, đắt rẻ sang hèn khác nhau, tôi hẳn là nên vui vẻ. Ra đầu tôi tê dại, chiếc vòng đó do mẹ tôi chọn, bắt tôi phải trả tiền cho lương sảng, hoàn toàn không phải món quà tôi muốn tặng cô ấy. Cái gì mà tể nhân chi phúc, tôi chưa từng nghĩ đến, nguyệt nguyệt, có phải em hiểu lầm anh quá nhiều rồi không? 25 tháng 12, thành phố đầy ánh đèn, không ngọn đèn nào chờ tôi. Không, Nguyệt Nguyệt, chờ em hết bệnh rồi, bảo đảm mỗi ngày anh đều về sớm ở bên em được không? Đừng giận anh, Nguyệt Nguyệt. 26 tháng 12, tôi không muốn trở nên xấu xí, tôi muốn mua bảy bộ tóc giả, sau này mỗi ngày đổi một kiểu tóc hình ảnh là đơn đặt hàng mua tóc giả của em, địa chỉ nhận hàng là văn phòng Trần Thành. Vậy là em không cần tôi sao? Tìm tôi đau thắt lại. 27 tháng 12, tôi chậm rãi lắng nghe tiếng tuyết rơi, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng nó sẽ không dừng lại. Anh không thể đến gần, không phải quá bạc tình, chỉ là tham lam luyến tiếc khung cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Tôi chậm rãi thưởng thức, tiếng tuyết rơi, như thể anh đang dán vào tôi gọi Nguyệt Nguyệt mở mắt ra. Đầy trời tuyết rơi vô tình, ai tới cũng tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời này. Giọng nói nhẹ nhàng của Nguyệt Nguyệt dường như đang nhẹ nhàng hát bên tai tôi. Nước mắt tôi một giây cũng không dừng lại. 28 tháng 12, tôi muốn biến thành ánh trăng, càng tròn càng tốt, vĩnh viễn. Hình ảnh đi kèm là thỏa thuận mà em đã đánh máy, ký tên. Tôi nhìn kỹ, loáng thoáng thấy con dấu trường y của em. Có phải em đã ký thỏa thuận điều trị gì với trường không? Là để chữa bệnh sao? Tôi cau mày khó hiểu. Tôi phải hỏi Trần Thành xem rốt cuộc Nguyệt Nguyệt đã ký thỏa thuận gì. 29 tháng 12, từ biệt đôi đường, hai bên vui vẻ. Hình ảnh kèm theo là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, chiếc nhẫn kim cương em tháo ra. Còn bản thỏa thuận ly hôn em đã ký, tay tôi run rẩy Mấy hôm đó em đã nói tha thứ cho tôi, em đồng ý cùng tôi thân mật, khăng khít lại như xưa, nhưng em vẫn muốn rời xa tôi, suy cho cùng thì vẫn chỉ vì một đứa con mà nhất quyết phải gây sự với tôi như thế này. Nguyệt Nguyệt, bây giờ anh hối hận được không? Anh sẽ để lương sàng bỏ đứa trẻ, em tha thứ cho anh được không? 30 tháng 12, ba con rất nhớ ba. Nếu sau này con không đến được, ba nhớ người hôm nay đến đây, tên Trần Thành. Cậu ấy là bạn tốt của con sẽ thay con đến thăm bà. Hình ảnh là dáng em trước mộ ba, tôi đau lòng mà lại tức giận. Trần Thành là ai chứ? Dựa vào gì mà anh tan đi? Nguyệt Nguyệt, em không thể trả thù anh như thế này, em không thể. Không biết vì sao, sau đó không còn bất kỳ bài đăng gì nữa. Tôi ôm chặt di động của em vào lòng, không nhìn thấy em, nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm, khiến tôi hít thở cũng khó khăn. Tôi cố gắng vực tinh thần lên ăn ở đều trong văn phòng, dồn hết tâm trí, sức lực tra cứu thông tin điều trị ung thư thận, tìm kiếm chuyên gia trong và ngoài nước. Tôi phải là người có khả năng chăm sóc nguyệt nguyệt hơn tên Trần Thành kia. Chỗ mẹ tôi, cho dù bà gọi thế nào đi nữa, tôi cũng không đến đó. Bà nhục mạ nguyệt nguyệt như vậy, tôi không thể chấp nhận. Nhưng việc cấp bách là chữa bệnh cho Nguyệt Nguyệt. Tất cả đều chờ sắp xếp cho Nguyệt Nguyệt ổn thỏa. Tôi sẽ xử lý đứa con của Lương Sảng. Một tuần sau, tôi cầm kế hoạch điều trị do những chuyên gia hàng đầu thế giới phát thảo, vội vàng tìm Trần Thành. Nguyệt Nguyệt đâu? Anh nhìn xem những phác đồ này có đáng giá hơn không? Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi chỉ muốn nhanh chóng chữa bệnh cho Nguyệt Nguyệt. Trần Thành chỉ liếc mắt qua những tư liệu dày cộp kia, như thể không hề hứng thú. Trước đó, đàn chị ngã chấn thương não sau ca phẫu thuật cấp cứu, chức năng cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa, một quả thận của chị không chịu nổi cường độ điều trị cao. Phương án điều trị này của anh chỉ là lý thuyết suông thôi, hoàn toàn không có tác dụng. Anh ta nhìn tôi chầm chầm, bồi thêm một câu. Không phải cú ngã trong lúc cứu người, mà là đêm anh bỏ rơi chị ấy trên đường. Tôi sững sờ, đêm đó không phải em chỉ ngã một cái thôi sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Anh ta liếc tôi. Anh thật sự muốn gặp chị ấy sao? Tôi nới lòng cổ áo thô lỗ, Đưa tôi đi gặp cô ấy, chuyện vợ chồng chúng tôi tự chúng tôi nói." Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, "Đi theo tôi." Tôi không ngờ anh ta không đưa tôi đến phòng bệnh mà lại quay về đại học y của họ từng học. Vòng qua vòng lại đến một cửa phòng thí nghiệm lạnh băng, anh ta dừng bước, giọng tôi run run, "Anh có ý gì chứ?" Anh ta không trả lời, chỉ mở cửa ra, trên các giá đỡ đầy những mẫu vật được ngâm trong formalin, tim tôi thắt lại, cổ họng như bị bóp nghẹt nghẹn đến mức không thở nổi. Trần Thành đứng trước một dãy giá trưng bày, chỉ vào mấy vật dụng thủy tinh. Không phải anh muốn gặp chị ấy sao? Chị ấy ở đây. Bầu trời của tôi sụp đổ, toàn thân run rẩy. Tôi dịch từng bước, gian nan đi tới trước những chiếc bình đó. Nguyệt nguyệt của tôi, tôi còn muốn chữa bệnh cho em. Em thực sự... Thực sự, trước mắt tôi tối dầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Sau trận ốm nặng, trí nhớ tôi kém đi nhiều thậm chí mới trưa đã quên sáng nay ăn gì. Tôi mất ngủ triển miên, mở mắt nhắm mắt đều là đêm giao thừa ở Universal Studio. Nguyệt Nguyệt nằm dưới đất, nước mắt nhìn tôi lần cuối. Đó là lần cuối cùng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy tôi trong cuộc đời này. Trần Thành nói, ngày cấp cứu trong ICU, anh ta từng hỏi ý Nguyệt Nguyệt, nhưng em từ chối gặp tôi. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó, tôi đều gào khóc cay đắng. Thì ra Nguyệt Nguyệt hận tôi như vậy. Ngay cả nơi để thờ cúng tưởng nhớ em, em cũng không để lại cho tôi. Thế mà em lại dùng phương thức lạnh lùng như vậy để trừng phạt tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Anh sai rồi, Nguyệt Nguyệt, anh thật sự biết sai rồi. Anh không nên ỉ lại tình yêu sâu đậm và sự dịu dàng em dành cho anh. Một mặt ép em phải hiểu chuyện, ép em phải thông cảm, lại quên em lẻ loi một mình trên đời này. Không ai thương, không ai xót, chỉ có anh để em nương tựa nhưng anh thật lòng ân hận em còn có thể quay về bên anh lại nhìn anh một lần không cho dù gặp ở trong mơ cũng tốt rồi đêm giao thừa tôi miễn cưỡng có thể xuống giường nhìn mẹ khóc như người làm từ nước mắt tôi cười mẹ đừng khóc tình yêu của bà làm tôi ngạt thở con muốn đến mộ ba vợ nói lời xin lỗi là con không chăm sóc tốt cho con gái yêu quý của ông trước khi ra khỏi nhà tôi quay đầu lại nhìn bà lần nữa mẹ giữ gìn sức khỏe trước bia mộ của ba vợ có một bó hoa mấy món đồ cúng tôi biết đó là trần thành mang đến còn tôi không mang bất kỳ thứ gì tôi biết mình không xứng tôi sợ chọc ông nổi giận tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với ông thế thôi gió mắc lạnh lùng thổi qua lũ quạ kêu thê lương trên đầu tôi quỳ trước mộ cả buổi chiều sắc trời tối đen tôi mới chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng xoa xoa mộ bia cúi gặp người chào. Trên đường xuống núi, tôi mở cửa sổ xe, tăng tốc độ lên thật nhanh. Dường như phía chân trời xa có một màn xương. Trong màn xương mờ ảo, tôi như nhìn thấy Nguyệt Nguyệt năm 15 tuổi, mắt đỏ hoe, vẫy gọi tôi. Cần điên, anh sẽ bỏ em lại giống ba sau. Tôi lắc đầu liên tục, cố gắng hét to với cô ấy. Nguyệt Nguyệt, chờ anh, chờ anh đến cùng em tôi sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn sợ hãi nữa. Ngoại chuyện Trần Thành Ở tuổi 72, cuối cùng tôi cũng chinh phục được vấn đề khó khăn trong việc điều trị ung thư thận. Viện trưởng nói tôi làm vẻ vang đất nước, mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chúng tôi là quốc gia đầu tiên trên thế giới có thể chữa khỏi bệnh ung thư thận, vượt qua kiểm chứng lâm sàng, để những bệnh nhân ung thư thận đau đớn cuối cùng có thể đợi được ánh sáng nhưng đâu ai biết cô gái tôi yêu chính là người giữ vững niềm tin phấn đấu cả đời cho nó càng không ai biết thành công của tôi huy hoàng thế nào thì trái tim tôi đau khổ đến đấy bởi vì cô gái tôi yêu thương cô ấy không thể chờ đến ngày này tôi biết đàn chị lần đầu tiên khi tôi tham gia lớp học giải phẫu vì căng thẳng lo lắng nên dù đã xây dựng tâm lý bao nhiêu thì khi chúng tôi thực sự bước vào phòng mổ nhìn thi thể thật sự chờ chúng tôi thực hiện chúng tôi vẫn hoảng hốt luống cuống chân tay chị là sinh viên xuất sắc được thầy mời đến tư vấn tâm lý cho chúng tôi chị rất đẹp hấp dẫn người khác hơn cả chính sự dịu dàng của chị giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại Chuyện lớn lao thế nào qua miệng chị nói ra thì như mưa thuận gió hòa, khiến cho người ta yên tâm, dễ chịu. Ngoài ra, sự kiên nhẫn, bình tĩnh của chị cũng làm người ta mê mẩn. Mọi chuyện dù phức tạp đến đâu, có chị ở đó đều có thể trầm tĩnh giải quyết, hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ thấy chị tỏ ra nóng này, cảm xúc của chị luôn rất ôn hòa, bình thản. Chỉ cần đứng bên cạnh chị là thấy yên lòng, tôi càng sốc hơn khi chị là sinh viên ưu tú để hiểu rõ tài liệu y khoa nước ngoài chị chạy đến khoa tiếng anh học để lấy bằng song song hơn nữa hàng năm đều nhận được học bổng hạng nhất và sinh viên ba tốt ở cả hai khoa tôi tự hỏi có phải chị là tiên nữ dáng trần không tôi muốn theo đuổi chị cũng giống như vô số chàng trai khác xem chị như nữ thần nhưng ý nghĩ này vừa mới manh nha thì nghe nói chị có người bạn trai từ thời trung học học khoa toán trường chúng tôi, tên là Tề Cẩn Niên. Lúc đó tôi tuổi trẻ bồng bột, tình yêu này mầm điên cuồng trong lòng, khiến tôi có 10 vạn 8 nghìn điều không phục. Tôi cảm thấy không ai yêu chị hơn tôi, tôi cảm thấy mình có thể cạnh tranh với Tề Cẩn Niên kia. Vì vậy tôi âm thầm điều tra anh ta, thậm chí đi học, ăn cơm đều yên lặng theo dõi anh ta. Một năm sau, cuối cùng tôi bại trận ngoài sự xuất sắc của tề cần niên thì anh ta thực sự yêu chiều chị chị luôn dịu dàng ít nói nhưng chỉ có trước mặt anh ta mới lộ vẻ tranh chua nũng nịu ánh mắt chị nhìn anh ta không giấu được ánh sáng lấp lánh thôi được rồi tôi thừa nhận mình tham vọng quá cao phần yêu thầm hèn mọt này tôi không muốn trở nên xấu tính vì vậy tôi gạt mọi tâm sự chân thành chúc phúc chị với đàn anh tề cần niên sau đó vùi đầu trong phòng thí nghiệm biến thành một kẻ học giỏi lơ ngơ trong mắt bạn bè sau khi tốt nghiệp tôi ở lại trường học để lấy bằng tiến sĩ bận rộn như con quay tôi và chị ở cùng thành phố nhưng không khi nào gặp nhau trừ một lần kỷ niệm thành lập trường kết hôn xong chị càng quyến rũ tôi thậm chí không dám nhìn lâu sợ chị nhận ra cảm xúc tôi cố đèn nén trong lòng từ đây đến bạn bè cũng không còn nữa Tôi không thể ngờ vào ngày đông chí tuyết rơi đầy đó, chị gọi cho tôi, nói mình bị ung thư thận. Ngay lúc tôi hoang mang cố gắng hết sức để tìm cách chữa chị, thì chị tìm đến văn phòng tôi với sắc mặt tái nhợt. Nói với tôi, chị sẽ hiến xác cho trường. Ngày đó, chị đi rồi, tôi khóc, rất mất mặt, nhưng tôi không kiềm chế được. Trường y thiếu nhất là di thể, rất ít người tình nguyện hiến tặng di thể ngay cả chúng tôi là những người học y, không mê tín nhưng về tâm lý cũng không thể vượt qua rào cản tâm lý. Để mặc bản thân sau khi chết đi, bị giống như những động vật trong phòng thí nghiệm, cắt tới mổ lui, phân thây vạn đoạn. Chị như tên của mình vậy, chị thật sự như ánh trăng sáng ngời trên bầu trời kia, làm người ta mê say cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ những chuyện sau đó tôi không muốn nhớ lại nữa. Đó là quãng thời gian mà qua bao nhiêu năm vẫn làm tôi tan nát cõi lòng. Nếu tôi biết chị ra đi sớm như vậy, tôi tình nguyện nghỉ phép không đi làm. Ngày đêm bầu bạn cùng chị. Tiếc rằng tôi bật quá. Mỗi ngày chỉ tranh thủ chút thời gian đến thăm chị mà tôi lại không dám nói nhiều, sợ tình cảm của mình lộ ra. Vì thế, lần nào tôi cũng cố tình sụ mặt, giả vờ việc công xử lý theo phép công vì tôi hiểu chị nếu chị phát hiện tôi có tình ý với mình nhất định chị sẽ giữ khoảng cách với tôi để tôi không có cơ hội quan tâm chăm sóc từ trước đến giờ ở trường chị chính là như vậy đối với người theo đuổi chị không thích thì không bao giờ cho họ bất kỳ tê hy vọng nào cũng không tạo nên bất kỳ tổn thương nào cho họ chị chính là cô gái lương thiện ngay thẳng dịu dàng hiểu chuyện đáng tiếc tên tề cần niên kia đã phụ chị Thôi quên đi, chị vốn là trăng trên trời, lại quay về trời. Thế gian này không đáng. Chị đi rồi, tôi cũng đã ký lá thư hiến tặng di thể cho trường. Giác mạc chị hiến được tặng cho một cô gái mù. Sau này tôi thường đi thăm cô gái đó. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cô ấy, dường như tôi thấy chị đang mỉm cười, ánh mắt cong cong nhìn tôi. Lãnh đạo trường còn phê duyệt đặc biệt để đem xương chị làm thành bộ xương hoàn chỉnh đặt trong phòng triển lãm của khu thí nghiệm. Mỗi ngày khi sinh viên đi ngang qua, họ sẽ trịnh trọng cúi đầu trước chị. Còn tôi, trong những đêm khuya với những vấn đề khó khăn không thể giải quyết hoặc những áp lực nặng nề không hóa giải, tôi đều ngồi ở đó bên cạnh chị, để những suy nghĩ của tôi được bình yên, được an ủi, giống như chị vẫn còn luôn ở đó chưa từng rời đi. Quay lại ngày tôi đưa Tề Cần Niên đến vòng tiêu bản. Anh ta ngất đi. Tôi lợi dụng cơ hội đạp anh ta mấy phát. Nhưng cho dù anh ta chết thì cũng không dập tắt mối hận trong lòng tôi. Chính tên khốn kiếp này đã làm quãng đời cuối cùng của chị đau khổ như vậy. Ngay cả khi đi, khóe mắt cũng đầy nước mắt. Mỗi lần nhớ đến những giọt nước mắt nơi khóe mắt của chị khi lâm chung, tim tôi đau như rào cắt. May mà ông trời có mắt, Tên khôn tề cẩn niên đêm giao thừa bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ. Anh ta cũng từng tìm tôi đề nghị hiến xác muốn ở cùng phòng tiêu bản với chị phải không? Đừng có mơ. Nhưng tôi còn chưa kịp giao thi thể anh ta cho một trường cao đẳng y khác thì mẹ tề cẩn niên đến làm ẩm ý lên, khóc lóc, gào xé thỏa thuận mang thi thể anh ta đi không còn cách nào khác, chính là vậy, cho dù người hiến xác trước khi qua đời đã ký thỏa thuận, nhưng chỉ cần người nhà đến gây rối thì việc hiến tặng không thành. Đây cũng là lý do mà chị dặn dò tôi sau khi chị mất tạm thời không nói với Tề Cẩn Niên, tim chị đối với anh ta đã lạnh. Nghe nói sau này mẹ Tề Cẩn Niên phát điên, ôm cho cốt anh ta đi lang thang trên đường tìm anh ta, cuối cùng bị mọi người trong khu nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Khi Tề Cẩn Niên còn sống, anh ta đã sắp xếp cho người xóa bỏ cái thai của Lương Sảng. Không chỉ làm công việc kinh doanh gia đình phá sản, mà còn gánh nợ nần chồng chất, kiện tụng đủ thứ. Đoạn ghi âm Lương Sảng mắng chị cũng bị Tề Cẩn Niên tung lên mạng, leo thẳng lên hot search một thời gian. Gia đình cơ bản là không còn chỗ đứng trong xã hội, đi đâu cũng bị mắng trời. Năm thứ hai sau khi Tề Cẩn Niên chết đi tôi mới biết anh ta đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người khác tiền có được quyên góp cho trường đại học y chúng tôi rất tốt trường chúng tôi vốn rất cần kinh phí cả đời tôi không kết hôn sinh con dành hết tâm sức cho công việc tôi cũng bị cha mẹ ép buộc la mắng nhưng biết làm sao đây trong tim tôi có một vầng trăng không một tia sáng nào len vào được nữa ai ép cũng vô ích tôi muốn sống cuộc đời do mình lựa chọn không liên quan đến ai cha mẹ không quản lý được tôi ngày càng già đi sinh viên thường lo cho sức khỏe của tôi không cho tôi phẫu thuật nữa tôi không biết mình còn có thể cứu được bao nhiêu bệnh nhân nhưng mỗi lần cứu được một người tôi sẽ hạnh phúc trong thời gian dài tựa như đêm nay tôi thực hiện một ca mổ thành công mang lại hy vọng cho bệnh nhân và người nhà đi trên con đường trong bệnh viện khi xưa tôi đón chị ngẩng đầu lên một vầng trăng nhẹ nhàng tỏa sáng trên bầu trời không hiểu sao, tôi luôn cảm giác từ khi chị rời đi, ánh trăng đẹp hơn trước kia. Tôi ngẩn ngơ nhìn trăng sáng, bên tai như có tiếng cười ghen ngợi của chị, "Trần Thành, em giỏi thật đấy." Tôi mỉm cười, "Chị, cảm ơn chị. Chị là người khiến tôi có điều theo đuổi, có được thành tựu. Thế gian này mới không vô ích." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm rất hay qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.